Kính thưa quý cô chú anh chị, hôm nay tiếp tục chương trình Châu Phú lại đi đến một nơi sạt lở mới quý vị ơi. Ở đây bị ngăn cách giữa những ngọn đồi ngọn núi, và đây là xuất hiện ở tại Phú Quốc quý vị, một cái hình đám mây rất là lạ, dường như là có mắt hay quý vị, và trong đó đó dường như có một cái hình của vị nào đó đang ngồi quý vị. Thì Châu Phú mời quý vị và các bạn sẽ tiếp tục chương trình đi đến những ngôi làng khổ, và đây là hình do bà con chụp, không biết có phải là rồng hay không quý vị. Thì mời quý vị và các bạn sẽ đến với nơi sạt lở mới luôn nha quý vị. Có tiền không? Còn tiền không? Không còn tiền đâu. Không còn tiền đâu hả? Không còn tiền. Trời ơi. Nhà hỏng hết trơn nè. Cô ơi, cái này lỡ đây đây hả? Cà lỡ đó rồi. Có cái tiếng động gì lớn không? Không có. Hả? Không có tiếng đụng. Có nổ ra tiếng động gì không? Không cái có tiếng đụng, đó. Không có tiếng đụng. Rồi sao? Đây là nên đất nó mềm quá. Mềm quá hả? Mềm quá. Rồi tự nhiên lỡ sạc xuống. Thì rồi không sợ sao? Hả? Sao không sợ, nó đè luôn nhà sao? Ở đây nhà hồn rồi. Không hết trơn rồi. Đây nè quý vị. Đây, kính thưa quý cô chú anh chị, đây nè, sập hết trơn luôn nè ha, sập hết trơn xuống luôn nè. Đỡ quả đồi này thấp đó, chứ quả đồi cao là nguy hiểm lắm. Cao, cao. Nếu mà quả đồi cao là nguy hiểm lắm. Nguy hiểm. Trời ơi, đè sập hết trơn vô đây luôn rồi nè. Sao không có sửa lại? Chưa sửa được. Vậy hả? Chưa có chỗ để đất đấy, bỏ đất đấy. Bỏ đất. Phải bư đất đó ra. Vâng. Rồi mới sửa. Vâng. Bây giờ trong và nhà con kính thưa quý trong vị, nhà con gạo. Tiếp tục chương trình thì Châu Phú mời quý vị và các bạn sẽ đến với một vị sư cô chuyên đi làm từ thiện cùng với Châu Phú quý vị. Đó là sư cô An Nhiên đã gặp những hòn đá lạ mà do là đất đá từ trên núi quý vị đã sạt xuống rồi trôi đến đây. Và đặc biệt một điều đó là cái viên đá này Châu Phú thấy giống như là một cái viên ngọc hay gì lạ quá quý vị ha. Giống như cái giọt lệ hay gì đó, nhưng mà trong suốt luôn quý vị. Đá thì lúc nào cũng đục, nhưng mà viên đá này trong suốt luôn. Rất là đặc biệt quý vị. Và các cô cũng đi nhặt đá luôn, thấy sư cô nhặt được viên đá lạ quá đó, giống như hình của Đức Phật Di Lặc, hay là hình của vị nào đó, hay là một cái giọt nước mắt. Đó thì Châu Phú mời quý vị và các bạn sẽ tiếp tục ha. Sư cô lấy điện thoại ra tính soi sáng. Tính soi sáng rồi là viên đá này nếu mà trong suốt luôn thì nó rất là có giá trị nha quý vị. Mà sư cô nói là ô trong suốt luôn quý vị ơi. Đây đây đây, đây có màu luôn ha quý vị. Có màu quyết luôn á quý vị. Chỗ qua luôn. Rồi đá đen này sao? Đá đen này không có. Không có đá mà có giá trị là nó chỗ qua gì nè, qua ánh sáng vậy nè. Nè. Vậy hả? Đó, ánh sáng nè. Wow. Cô này cổ lụm được cái viên đá này về bán chắc tiền tỷ quá ta. Tiền tỷ đi cứu chợ đó cô ha. Dạ. Cô đi cứu chợ nha, cô về bán được tiền tỷ cứu chợ nha. Quá tiền tỷ thì trời. Cô giỡn nóng lên cho bà con xem kỹ mặt cô cái cô. Sư cô giỡn nóng ra cho con quay kỹ mặt cái sư cô. Dở này dở nóng cô lên á. Nóng ha, đó đó để nó cô hoài. Rồi quá đẹp luôn quý vị. Viên đá quá lạ luôn rồi. Viên đá quá đẹp luôn. Dạ kính thưa quý vị, sau khi quý cô chú anh chị xem đám mây lạ đó thì bây giờ Châu Phú xin mời quý vị sẽ đến với thăm một đoạn ngắn thôi quý vị. Thì Châu Phú đã trải qua một cái cuộc hành trình dường như muốn bỏ cuộc về những con đường bị lỡ, bị sạt đó quý vị. Thì bây giờ đã đến được với bà con, và Châu Phú xin trích ra một đoạn để gửi đến quý vị là con đường sạt lở khó khăn như thế này nè quý vị. Đây, chị này đi ra đón đòn nhưng mà chị chạy không được, chị sợ quý vị. Vì một bên là vực thẳm quý vị, mà đất không nha, mà lỡ mà sạt xuống là rồi luôn. Đó, anh này chạy mà còn bê gì đó quý vị. Cho nên là chị đã đậu lại đó, rồi không dám đi nữa rồi. Thì bây giờ Châu Phú lại tiếp tục cố gắng đi sâu vào bên trong nữa nha quý vị. Mình đi đây là 1/3 của chặng đường rồi.
mà mình không đi nữa thì bỏ cuộc thì uổng quá. Cho nên đó là cái cuộc hành trình này quý cô chú anh chị xem cùng niệm Phật với đoàn của Châu Phú nhé. Và Nam Mô A Di Đà Phật, chị đã quay đầu lại luôn rồi quý vị ha. Thưa quý vị, đây là chặng đường đi chợ nè quý vị. Đó, cái ngọn đồi này mới vừa lỡ nè quý vị. Ha, lỡ sạt xuống luôn rồi. Đã clip con đường luôn rồi quý vị. Bây giờ móc ra để mà đi mới tiếp cận, mới giúp đỡ được cho những hộ dân ở trong đây quý vị. Đó thì kính thưa quý cô chú anh chị, rất là xót xa cô giáo mà đi theo chặng đường này nữa quý vị. Cô giáo được điều vào đây để dạy học sinh đó mà cô xúc động, cô khóc luôn. Vì trong đây á có rất là nhiều người khổ, nhiều người khó quý vị. Trẻ em thì thiếu mọi mặt hết trơn. Bây giờ á là cho cô mời quý vị đi qua cây cầu này, bị trôi mất tiêu cây cầu luôn rồi nha quý vị. Bây giờ cây cầu này mới vừa làm lại đúng quý cô chú anh chị. Trôi mất tiêu nè quý vị. Đó, lỡ xuống nè, sâu nè quý vị. Quá luôn. Thấy không? Quá luôn. Quá xá là cái đoạn đường gây go quý vị. Nhưng mà bây giờ là mình phải tiếp cận đến những người dân, những bà con khổ khó quý vị để trao những phần quà tặng nơi luôn. Cái đường này trời mưa là chạy không được các bạn. Có một cái ý nghĩa trọng trách của không? Mình muốn trao. Thì chúng cũng mời quý vị và các bạn sẽ đồng hành trên chặng đường này nhé. Mới sạc nè quý vị ha, sạc xuống quá chừng nữa mà chào qua chào lại quá luôn, quá xá là nguy hiểm mà ngon nó lạng không ha. Đây là chạy cơm nhân quà đó, từ thiện và cho cũng quay cái điểm lỡ mới thì cho quý vị đó ha. Ồ, chỗ nguy hiểm quá quý vị ơi. Cô này là cô quá luôn rồi quý vị, hồi hộp cái máy mà quay mà không biết quay được không, mà bê lên hết quý vị anh chị. Bây giờ đi cái chặng này là chỉ có biết là niệm Phật thôi quý vị ha. Cô vừa quay mà cô vừa niệm Phật quý vị. Quá xá quá luôn rồi. Nếu mà bên tay trái đó, quý cô chú anh chị xem đó, mình sạc xuống cái lật xuống cái là rồi. Ở dưới toàn là đá, suối đá, sạc lở nào người ta té ra mé này không? Chạy là không có thể nào gác chân lên đó quý vị. Mà chống đi, chuột hoài xì xuống đó quý vị. Quen thì cho cũng một lần nữa cảm ơn tất cả quý mình của tất cả các huynh đệ cô chú đã chung tay góp sức đi cùng đoàn cho cũng quý vị. Dù gian nan cực khổ nhưng mà các huynh đệ vẫn niệm Phật quý vị. Cho nên một lần nữa cho muốn cảm ơn huynh đệ rất là nhiều. Xin cầu chúc cho gia đình huynh đệ nào cũng mạnh khỏe và đạt thành sở nguyện chí nguyện của mình. Chặng đường hôm qua đó mình muốn đi đó còn nguy hiểm hơn đường này nữa. Đường này chỉ chợt thôi ha. Đường kia là vực thẳm bạn. Đường kia mà là đi là sơ xuất cái là rớt xuống vực luôn à. Lào Cai. Đúng rồi, Lào Cai á. Quá luôn.
đúng không? Qua wow, chặng đường quá hiểm, còn đường nào khó nữa không? Kia nữa hả? Đây cũng còn nữa. Tiếp tục nữa. Đổi tay cái gì? Quay dịch đổi tay không? Quýnh tay chàng ha, quá chừng luôn. Cái gì ơi, đường đi này đâu phải dễ đi đâu quý cô chú anh chị. Tiếp tục luôn, cuộc hành trình thấy gian nan vất vả không quý vị. Bên đây nè, đất đá lở xuống nè quý vị ha. Rồi, có khúc gỗ nó quá thật nha bạn, mới nhìn thấy có khúc gỗ quá thật luôn, gỗ mà quá đá không biết không. Rồi, có khúc nằm sát mấy đường kìa, trước giờ có thấy gỗ quá thật chưa? Chưa. Có khúc nằm sát mấy đường kìa. Nếu mà gỗ quá thạch là có giá trị cao á, gỗ mà nó biến thành đá đó. Cá biết bao nhiêu ngàn năm mà nói nó mới biến thành đá được. Đường im chưa? Chưa nữa hả? Rồi. Còn hoài vậy đó, suối luôn, tiếp tục luôn, quá rồi, quá xa quá xa. Hỏi tài nữa. Xe đẹp đến mấy đi nữa, buổi hỏng hỏng đấy. Em rồi đó hả? Hết hả? Chưa nữa hả? Trời ơi, xe phải không tới nha. Không, đường này chắc đỡ hơn mấy đường nãy phải không? Qua đất này. Qua một đoạn đó hả? Rồi. Được rồi, vậy ơi.
chứ tại vì là bà con nghèo khó khăn mới đi vô đây ở ha, chứ giàu đi ngoài chứ tội tình vô đây xa xôi quá ha. Cô chú anh chị ơi, mời quý vị và các bạn sẽ đồng hành nha. Dạ kính thưa quý cô chú anh chị, thì hôm nay Châu Phú đi đến làng Bùn, nơi mà đất lỡ là cách chở ngăn sông quý vị, ngăn suối, thì để khoát cho những bà con nghèo khó khăn quý vị. Và hiện giờ đó bà con lội từ quả đồi này qua tới quả đồi kia để mà nhận những cái phần quà cứu trợ. Hôm nay do là đường cách chở quá cho nên đoàn của Châu Phú chỉ là đi vô được tới đây bằng xe. Thì bây giờ là phát những khoản tiền rồi nhờ là bà con đi ra đó vận chuyển hàng hóa vô đây phát nha quý vị. Tại đây có 180 hộ nha quý cô chú anh chị. Đây rất là khó khăn, rất là nghèo, khó. Thì đường vậy nè, sao chạy xe quý cô chú anh chị. Khó khăn dữ lắm luôn. Đó. Đây nè quý vị. Đây bà con phải lội là từ tuốt ở trên quả đồi kia mà đi xuống đây để nhận quà nha. Đây quý cô chú anh chị. Thương quá quý vị ơi. Nam mô Di Đà Phật. Cận cảnh đó là Châu Phú, những phần quà là Châu Phú chở đi tới nơi, còn không mấy là Châu Phú chở về quý vị. Chứ không có bàn giao mượn người này người kia nghe quý cô chú anh chị. Đây. Đây quý vị. Hai chào. Chào chào chào. Nè 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 chào nha. Đây, hồi ôi chút xíu nữa, chút xíu nữa xỉu rồi. Đây. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Dạ chào chào. Chút xíu nhớ niệm Phật nha. Dạ, nhà cô ở đâu cô? Nhà cô Hồn đấy. Cái này có bị lỡ đất không? Đâu đâu lên đây chỉ cho con cái cô. Sao con thấy nguy hiểm như vậy? Đây, đây, vậy đó hả? Nhà cô đấy, nhà cô đấy. À là cô đi kêu gia bà con đó hả? Kêu nhờ bà con đến nhận quà phải không? Vâng. À sớm giờ kêu đó. À, ngồi mấy cô chưa cô đó đó nhà xa không cô? Nhà ở đâu? Nhà ở trên kia. Đâu ở đâu đâu? Ở chỗ điểm nào đâu chỉ giùm con coi. Cái khu này là ở trong đây. Chót núi trên đó, đó hả? Ở trong này. Chàng ơi thứ ghê vậy ta, thuốc trên chót núi đó đó. Đó đó phải nhà trắng trắng vậy đó không? Kìa kìa kìa, tốt chảnh đó hả? Vâng vâng vâng, nhà trắng trắng đây. Khu trên đó nè ha. Vâng, khu đấy quá. Vậy thì lội từ bên đó qua đây vậy là cỡ bao lâu mới tới? Vâng. Nửa tiếng không? Nửa giờ. Nửa tiếng. Nửa tiếng lộ bộ là nửa tiếng đúng không? Nhà cô Hồng kia, nhà cô Hồng kia. Nhà cô đây đây hả? Nhà. Đây. Nhà sao con thấy sập bên hả? Sập á, nhà Hồng hết rồi, nhà Hồng hết rồi. Hỏng hết luôn hả? Đâu đâu dẫn con qua coi. Đi. Cái nhà của cô này sập hết trơn quý vị ha. Ở đây lỡ đất hết trơn ta. Trong nhà sợ hỏng hết rồi, có tiền không? Có tiền không? Còn tiền không? Không còn tiền đâu. Không còn tiền đâu hả? Không còn tiền. Trời ơi. Nhà hỏng hết trơn nè. Cô ơi. Cái này lỡ đây đây hả? Cả lỡ đó đấy. Có cái tiếng động gì lớn không? Không có. Hả? Không có tiếng đụng. Có nổ ra tiếng động gì không? Không có tiếng đụng, không có tiếng đụng. Rồi sao? Đây là nên đất nó mềm quá. Mềm quá hả? Mềm quá. Rồi tự nhiên lỡ sạc xuống. Thì dân lại sợ. Rồi không sợ sao? Hả?
sao không sợ nó đè đúng nhà sao? Ở đây nhà hồn rồi. Không hết trơn rồi. Đây nè quý vị. Đây. Kính thưa quý cô chú anh chị. Đây nè sập hết trơn luôn nè. Ha, sập hết trơn xuống luôn nè. Đỡ quả đồi này thấp đó chứ. Chứ quả đồi cao là nguy hiểm lắm. Cao, cao. Nếu mà quả đồi cao là nguy hiểm lắm. Nguy hiểm. Đấy, hồn nhà rồi. Trời ơi, đè sập hết trơn vô đây luôn rồi nè. Sao không có sửa lại? Chưa sửa được. Vậy hả? À, chưa có chỗ để đất đấy. Bỏ đất đấy. Bỏ đất. Ờ. Phải bư đất đó ra. Vâng. Rồi mới sửa. Vâng. Bây giờ trong nhà còn gạo không? Trong nhà còn gạo. Gạo còn nhiều không? Gạo còn nhiều. Đâu cho con quay gạo coi. Đấy, gạo đấy. Ha, à, có gạo nhiều thì nói gạo nhiều nha quý vị. Có gạo, có tiền thôi. Không có tiền thôi à. Đây. Trời ơi, cái này là lúa hả? Ờ, lúa. Rồi mình thông, ăn. Thông. Thóc. 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 Vậy là kêu bằng thóc. Thóc. Ở miền Tây gọi bằng lúa. Thóc. Như vậy thì cái này là mình xây ra ở đâu? Nếu mà mình muốn ăn á. Muốn ăn là nhà khác có mái sắt. Có mái sắt ra. Ờ, nhà cô có mái sắt mới. Có máy sắt mới luôn. Vâng. Đâu máy sắt đâu cô? Máy sắt ở bên kia. Bên kia ha. À. Rồi bây giờ có gạo ăn, có gạo ở đây không? Có. Đâu cho con quay thử coi. Nha. Ồ, gạo ở bên kia rồi, sắt ở bên kia. Bên kia luôn ha. Vâng. Rồi, kính thưa quý vị, gạo bên kia luôn. Cái này cái gùi hả? Ờ, gùi. À. Cái này là để đeo đi đồng hả? Đâu cô đeo vô thử coi. Đeo đi ở trên nương. Trên nương hả? Đâu cô đeo vô coi đẹp không? Cái này có bán không cô? Hả? Có bán không? Có ai bán cái đó không? Có người bán. Ở đâu bán? Cái này bự dưới ta. Ờ. Nè, bưng mỗi lần bưng đầy cái này không cô? Đây. Rồi cô có con á, có bỏ vô đây đặng bưng nó đi không? Không. Rồi dễ thương quá à, cô tên gì? Cô á? Dạ. Tên là Đặng Thị Chíp. Đặng Thị Chíp ha. À. Dạ. Nhà chủ là tỷ anh là Lý Kim Quan. À, Lý Kim Quan ha. À. Cô làm ruộng nhiều không? À. Gãy nhiều không? Gái á? Dạ. Gái con nhiều á? Dạ. Gãy á, làm gặm đất á, đất nhiều không? Đất á. Đất trồng lúa nè, nhiều không? Nhiều. Con nhiều lắm ha. Ừ. Được bao nhiêu công? Bao nhiêu sào? Bốn sào ha. Đấy, được bằng đấy, thóc đây. Thóc nè ha. Ừ. Chuối nè ăn được không? Không, cái chuối này không ăn được đâu. Không ăn được ha. Vâng. Dạ. Rồi, kính thưa quý cô chú anh chị, đây là cảnh cháu của mình. Ơi. Cái dạ. Cháu ơi. Dạ. Là cô là thì chú là lấy ghế kim quan là bị tiểu đường 10 năm rồi. 10 năm rồi. Nhà chủ là chủ hộ không làm được cái gì rồi, tiểu đường nặng lắm rồi. Vậy đó ha. Rồi bây giờ á là trong nhà còn được nhiêu tiền để dành? Trong nhà không có tiền rồi. Không chùa có. Chùa bao nhiêu chùa bệnh hết rồi. Bệnh hết trơn, chữa bệnh hết trơn rồi ha. Vâng. Dạ thương quá ha, chút xíu nữa qua bển nhận tiền nha, không chờ nha. Vâng, vâng. Dạ. Vâng. Rồi cái này á là sỏi này là đá, có đá quý vô này không? Vâng. Không có. Sao như thế này cũng không có. Đây là đây thì cô lấy về làm cái bể vệ sinh, bể tắm. À vậy đó hả? Vâng. Vậy là cái này không phải quý sao? Không quý đâu, cái này không quý đâu. Có cái nào quý không? Không quý. Cái này không quý đâu. Không có quý đâu ha. Không quý đâu. Trong nhà cô không có cái nào quý không, nha không, ha. Không. Dạ. Cái này là đối với người dân ở đây là không có quý nha quý vị. Ờ. Nhưng mà quý. Đây là không quý đâu. Dạ. Mà đối với lại là người biết xài á. Ừ. Người biết xài lại là trân trọng và thấy là quý quý vị ha. Cái này ở trong cũng có cái gì đâu. Vậy ha. Y gan ngọc nè. Nè thấy không? Rất là đẹp luôn. Cái này là làm đồ đeo á. Cô ở đây có đồ trang sức đeo không? Không. Không đeo đâu. Không có đeo đâu hả? Ờ, cô đeo. Không có đeo. Đi thì qua bển nhận quà ha. Vâng. Đi cô. Vâng. Dạ kính thưa. Cảm ơn cháu nha. Dạ cảm ơn cô. Vâng. Đây kính thưa quý cô chú anh chị. Ở đây là có cái hình dáng ha. À, giống như là hình của mẹ Quan Âm vậy quý vị ha. Ở đây cũng vậy nữa nè. Đây là dáng giống như ngài thần tài thổ địa ha. Đây. Lạ không ha. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Rất là nhiều hòn sỏi đẹp nha quý vị. Đó. Nhưng mà bà con nói là cái này không quý đâu. Không có quý đâu ha, cái này á, là thạch anh nha quý vị. Cái này thạch anh rất là đẹp luôn. Đây nè quý cô chú anh chị. Thạch anh nha, cái này trong suốt đó. Nếu mà gọi đèn vô là sẽ thấy quý vị ha. Thấy trong suốt luôn. Thì ở đây có rất là nhiều hòn sỏi lạ quý vị. À, nhưng mà bà con chỉ dùng để xây nhà tắm thôi. À, hy vọng là quý cô chú anh chị mà khám phá đó thì hãy tìm về đây
tìm về đây rồi mình tìm ra những cái hòn đá quý nè, như là đá này nè quý vị ha, nhỏ xíu à, có thể làm được trang sức đôi bông rất là đẹp luôn, quá luôn rồi. Rồi tiếp tục chương trình thì Châu Phú mời quý vị và các bạn sẽ đồng hành đi tìm bà con khổ, bà con khó khăn nha. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Làm như mê đá đó quý vị ha, mắc câu hoài vậy đó. Đá này là trong suốt luôn nè quý vị ha, trong suốt luôn, lạ quá. Rồi chúc quý vị xem video vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa quý cô chú anh chị, đây là một đoạn đường rất là gây go, khó khăn quý vị. Hiện giờ xe tải đi tới là không vào được, cho nên đi vào trong bản làng phát cho người dân. Tại khu sạt lở nguy hiểm nè quý vị, cảnh báo khu vực sạt lở nguy hiểm, phát tiền cho người dân rồi xong mà nhờ người dân đi theo, đi ra ngoài để nhận những phần quà nha quý vị, của đồng bào bà con Bình Phước đã gửi quý vị. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Đây rất là khó đi quý vị. Đây nè quý cô chú anh chị, sạc nguyên cái mé đồi này nè, sạc xuống luôn. Ê ê ê, đứng lại gần đó cưng, đang sạc đó, nhanh lên chạy. Đây nè quý vị, đây một cái chặng đường rất là khó khăn gây go nha quý vị. Chúng ta sẽ đi được 2 tỷ. Hai, chào chị nha. Chị ơi, cái hoàn cảnh của bà con ở nơi này như thế nào chị? Vâng, báo cáo với các mạnh thường quân ở vùng xa đến đây thì hoàn cảnh ở nơi này nó đặc biệt nhất là người dân ở đây thì cũng rất là đông, mà các cha mẹ của các em thì thường thường là kinh tế khó khăn, là họ công ăn việc làm ở đây nó khó khăn, họ đi làm Trung Quốc, bên Trung Quốc. Dạ. Thì bố mẹ các em đó đi chị làm, đứng qua đây cho cô chính đó. Dạ. Bố mẹ ở các em là đi đứng làm, được rồi cô chính thấy à. Dạ. Đi làm bên Trung Quốc thì toàn là người thì lấy chồng, người thì bao nhiêu năm không có tin tức về. Dạ. Để lại ba bốn, có nhà hoàn cảnh ba bốn đứa con, bây giờ để lại là để cho toàn các cụ già nhà nuôi, các em buổi sáng sớm đến trường như cô giáo hiệu trưởng Nga ở trong cái điểm này. Yeah. Thì sáng ra các em có khi bố ông bà các em đưa các em đến là có những bữa cơm ăn thì các em cứ đến chan vào nước lọc các em ăn, những cái hoàn cảnh rất là khó khăn. Cho nên là hôm nay rất cảm ơn các mạnh thường quân trên mọi miền Tổ quốc của chúng ta, lá lành đùm lá rách, hôm nay đã đến tận nơi để đây là đến xác thực. Yeah. Là cái thôn bản này rất là khó khăn. Bản này thì gọi là bản gì chị? Bản này gọi là Dạo Điểm Bùn Dạo Ba. Bùn Dạo Ba. Bùn Dạo Ba của tỉnh nào chị? Của tỉnh Yên Bái. Yên Bái là nó về tỉnh Yên Bái, giáp danh với Lào Cai, hai bên giáp danh nhau. Dạ. Thì trong cái sự hai bên giáp danh nhau thì thật sự là nó đều là vùng sâu vùng xa của cả hai tỉnh luôn. Dạ dạ. Nó là giáp danh nhưng mà trên Yên Bái nó cũng là nó là giáp danh, mà đây cũng là giáp danh, mà nó đây vùng này rất là vùng sâu vùng xa. Dạ, dạ. Hôm nay cũng rất là may mắn để gặp được Châu Phú. Nghe tên Châu Phú rất là lâu, mà thường thường mình cũng rất là hay xem. Dạ. Các đoạn video của Châu Phú. Dạ. Hôm nay thật là vinh dự được đón Châu Phú về tận đây, là đã đưa đến các mảnh đời khó khăn của những các thôn bản. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân. Rồi cảm ơn chị nha, chị Quyên ha. Vâng vâng ạ. Chị Quyên đã đón đoàn từ thiện ha, đã đến từ khắp nơi, nhân quà từ thiện đến từ thành phố Hồ Chí Minh, sư cô An Nhiên đến từ Hòa Lạc chợ bên An Giang quý vị ha. Vâng. Rồi cô Ba đến từ Hòa Lạc luôn nha. Rồi, gia đình Út Lửa, chú Út Lửa đó là đến từ Cần Đăng ha. Chị Trang đến từ nhà chị nha. Chị Lê Trang Thiện Nguyện, nhà Lê Trang đó, Châu Phú không có nhớ chỗ hết quý vị. Nên đây là đây cái nơi này là nơi sạc nè quý vị. Chị cái này mới vừa dọn đường hay gì vậy chị? Mới dọn xong đường được có hôm nay được 2 hôm. Cái chỗ này là sạt lở hả chị? Sạt lở mà các cô giáo đấy có những điểm mà Quyên đã đưa cho Châu Phú xem. Dạ. Cái hình ảnh đó là được thực tế nhất, là cái hôm các cô giáo phải bơi qua cái đoạn này. Dạ. Để đến với các em học sinh. Ghê ta. Dạy các em học sinh ở. Dạ, trong. Dạ. Này đấy, cho nên là đây nè, cục điện ngã luôn nè, ngã trơn luôn nè quý vị. Đây kìa, nhà của bà con bên đó khổ khổ không kìa.
làng bùn bởi vậy bùn không nè quý vị, làng bùn ha. À, quả luôn rồi quý cô chú anh chị ơi. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Đây nè, ở đây cũng khả năng sạc nữa nè, quá luôn rồi. Đây tiếp tục luôn ha. Đi 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 chú ơi, đi nhanh lên đi. Tiếp tục luôn. Chào chú lửa nha. Rồi tiếp tục luôn. Làng bùn nha quý vị. Quá chừng luôn rồi, bà con ở đây khổ lắm quý vị. À, các đoàn đâu có dám đi tới đây quý vị. Xe chạy sớm giờ nguy hiểm lắm quý vị. Cho nên anh em cũng gắng cố gắng hết sức mình ha. À, đi tới làng bùng này đó, thì hiện giờ đó là còn nghe nói rất là xa xôi quý vị, cho nên là đoàn cũng đã cố gắng tiếp cận những cái nơi khổ sở quý vị. Tại vì Đức Thầy dạy đó, hãy giúp cho kẻ đói mới nhầm, đến loạn ly khổ nạn khỏi lâm, còn hơn đúc phương đồng Phật bự quý vị đó. Cho nên đó, phụng sự cho chúng sanh cũng như là cúng dường chư Phật cho đó quý vị. Và ở đây là lỡ đất xuống dưới nè quý vị ha, lỡ xuống dưới đây nè, giờ ta mới chài ra làm lộ nè. À, lỡ xuống hết trơn quý vị, nguyên cái quả đồi này nè, nguy hiểm quá. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Tiếp tục luôn quý vị, đây cái nơi này là khó tiếp cận nha quý vị. Tiếp tục luôn. Ở đây là đội cứu hộ đã đi tới đây nha quý vị. Và tiếp tục đi sâu vào bên trong nữa, chứ không phải điểm này đâu quý cô chú anh chị. Và ở đây là những nước chảy xuống những cái vách đá nè quý vị ha, vách xí nè. Đá không à. Đây quý cô chú anh chị ơi, nước chảy quá mạnh luôn. Ở đây đặc biệt có những tảng đá rất là đẹp nha quý vị, cũng như là bảo vật vậy đó, có đá đỏ, đá xanh, đá tím, tùm lum đá chân nha quý vị. Đây đây nè quý vị. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Toàn là thạch anh không à. Chúc quý vị sức khỏe bình an. Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, chiếc xe này chạy bốc khói luôn rồi ha. À, còn nè, xe chạy bốc khói vậy nè. Kìa, lên 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 sư cô, lên 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 lên. Đây tiếp tục có xe kìa. Quynh.
ốc rồi nè, đó. Quá rồi, Nam Mô Di Đà Phật. Nào quý vị. Khó đi quá. Don cho vườn mà mẹ lỏ. Ở miền đưa ta miền pha mày cũng thô nó gì đang thì đang cho chạy chạy luôn đi em coi chạy luôn đi vô chống phát tiền luôn đi 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 chạy chú con đây tiếp tục luôn thấy không hết hồn hết chút xíu nữa mất đi dạ con đi đồ nhiều chút
con người nhiều, con người, con người nhiều à? Dạ. Đi rước đâu quý vị, từ từ nha. Ghê chứ mà đi đón. Ủa ta nữ đó là đi rước luôn hả? Vâng. Nhưng mà đi đây chắc là hú rồi. Hú hả? Tới đây đây đảo gì kìa. Chạy hết nổi phải không? Không dám đi đường này hả? Quá luôn rồi. Đi một mình gần không được rồi. Đi một mình không được, để sao chở. Anh chạy xích trong anh đừng chạy ra mé lề, em sợ anh. Chạy xích trong ha. Nhẹ nhàng nha. Nguy hiểm quá. Bên kia là dịch thẩm. Quá luôn rồi. Cảnh báo sạt lở ở đây, sạt lở nữa nè quý vị. Khu này vừa mới đánh xong. Mới đánh xong đó ha. Rồi, kính thưa quý vị, đã đến nơi rồi ha. Không biết cảm giác của thím chính như thế nào, thím chính? Cảm giác là rất là rung thật là rung luôn. Nhưng mà về tinh thần
của đồng bào mình, nhân loại của mình, lá lành đùm lá rách, nên phải cố gắng mà vượt khó, trèo non, lội bùn, lội suối, mà để đến đây chia sẻ với bà con ở đây. Đúng rồi. 10 triệu không vô hả? Về bà con đi chú Chính ha. Từ thiện nhân quà nha quý vị. Ê nè, cô gái này đi ra chịu không nổi thì vô luôn rồi nè. Tính đi ra rước đòn mình đó. Nha. Rồi bây giờ thì mời bà con là lại đây giùm luôn ha. Đại diện của xã nha chị. Mỗi một hộ là được nhận là một phần quà. À, chị thông báo với bà con ha, lại giùm ha. Dạ, thôn đâu, trưởng thôn đâu. Rồi. Kính thưa quý cô chú anh chị, hôm nay Châu Phú đã vận động được những nhà mạnh thường quân đi đồng hành cùng với Châu Phú đi qua hôm qua tới bây giờ đó quý vị. Là rất là khó khăn. Cái mạng sống của mạnh thường quân cùng với Châu Phú á, nó giống như là nó 50-50. Một bên là vực thẳm, còn một bên là đồi, rớt xuống đồi á. Thì đó là sình đầy mình, còn rớt qua vực thì rồi luôn ha. Cho nên là bây giờ là tiếp tục một cái chặng đường là tại làng này là làng bùn dạo quý vị. Là kêu bằng vô là chạy toàn là bùn đất không. Cho nên là bây giờ đã được đến đây thăm bà con. Ở đây tổng cộng 180 hộ bị sạt lở đất là không thể nào mà xe tải vô đây được. Cho nên xe tải chở hàng hóa của Bình Phước đó đã hỗ trợ cho Châu Phú, và Châu Phú chích ra 10 triệu gửi lại hỗ trợ cho đoàn ở Bình Phước quý vị, đã chở ra tới Hà Nội cho Châu Phú tại Lào Cai luôn quý vị. Thì bây giờ là cái điểm này là Châu Phú chia cái phần quà đó nó ra là phát tại đây hết luôn. Nhưng mà trước khi phát thì Châu Phú cũng là có mời mạnh thường quân là từ thiện nhân quà, rồi cô Ba, rồi sư cô An Nhiên, cô Tiên, Lê Trang, Thiện Nguyện ha, rồi An Phước đó, rất là nhiều mạnh thường quân đến đây để trao những khoản tiền trước quý vị, vì bà con cách chở lội bộ không khó khăn quá. Thì Châu Phú mời quý vị và các bạn sẽ đồng hành. Chào anh chị Trang nha, chào ha, dạ chào cô chú anh chị Trang nha. Rồi chào, con xin chào hội từ thiện nhân quà. Rồi chào cô Chính. Chính có thể phát biểu đó là khi mà cảm nhận đi đến đây Chính. Rồi đứng luôn, đứng về vị trí bình thường ha. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chúng tôi đi cùng với Châu Phú và cùng đoàn đến đây hôm qua, từ hôm qua đến nay mà cái đoạn đường đi vô rất là hiểm trở, rất là khó khăn, mà người dân trong này sống thì là kham khổ vì sạt lở bùn lầy nên không ra được. Chúng tôi đến đây để chia sẻ một chút vì tiền hoặc quà nữa, vậy để mà chia sẻ cho quý vị một chút để gọi là lá lành đùm lá rách thôi. Chia sẻ bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng. Đó là niềm hạnh phúc của chúng tôi đến đây để chia sẻ với bà con dùng thôn Bùn Dạo ở Yên Bái. Cũng kính chúc cho quý vị bà con ở đây được nhiều sức khỏe và an lạc để và cố gắng để tạo niềm vui trong cuộc sống. Dạ, cảm ơn cô Chính nha. Chào vâng. Tay đi bà con ơi. Kính thưa quý vị, bây giờ là trên đây là Chính đã cầm một cọc tiền của huynh đệ hợp sức lại. Chút xíu nữa Châu Phú sẽ chích tiền mạnh thường quân để hỗ trợ trực tiếp của cho bà con và thông báo danh sách luôn nha quý vị. Thì mời quý vị và các bạn sẽ đồng hành nha. Hôm qua thì Châu Phú chích ra mấy chục triệu quý vị. Và bây giờ là những phần quà của huynh đệ anh em chở vô tới rồi nè quý vị ha. Quá luôn rồi. Đây chuyến này chuyển quà luôn ha. Chuyến này là hoành tráng luôn rồi nè quý vị ơi. Cháo nè ha, rồi mì nè, rồi rất là nhiều những món quà luôn. Đây quá đông luôn rồi nè quý vị. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi. Dạ, chào. Đi tới đây xa không bác? Xa không, xa không? Tốt trên kia. Rồi mình đi bằng cái gì? Đi bằng xe. Xe ha. Dạ dạ, có xe cũng đỡ, rồi có người thì lộ bộ. Dạ dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi chúc sức khỏe. Ổm gài có nhận được quà nhiều không? Cũng được mấy lần. Mấy lần ha, quà cứu trợ ha. Dạ dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Đường vô khó quá. Vâng. Dạ, lúc nãy tính bỏ cuộc rồi đó. Vâng. Dạ, cảm ơn. Rồi, gắng niệm Phật bác ơi. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, tiếp tục thì kính thưa quý vị, đây là bà con nè quý vị ha, người đi xe, người đi bộ rất là khó khăn luôn ha.
bây giờ chuẩn bị nha quý vị. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Quá luôn rồi quý vị. Đây con gái chuyển hàng nha quý vị, con gái chuyển hàng. Lấy cọng dây lên, cọng dây lấy lên. Quá luôn rồi. Cái quần này là mình mua hay là ta cho? Người ta tặng hay là mình mua? Quần á. Mình mua. Mình mua ha. Bởi vì thấy gách quá chừng luôn, tưởng đâu ta tặng. Đây nè. Bên đây nữa. Chào chào em á. Cái này là quần gách này là mình mua hay là ta tặng cho mình? Người ta tặng thôi à. Người ta cho hả? Vâng. Cho đồ đẹp chứ tàn. Cho cháu bố này giới thiệu cho đây cho bố. Cho mấy em này chưa có chồng chú. À chưa có gia đình nữa ha. Rồi thường á là mình lấy chồng là trai làng hay là ở ngoài là miền Tây vậy lấy được không? Chưa lấy chồng này không biết ạ. Không biết ha. Cái đứa này nó vô miền Tây rồi bởi vì nó có vô sao? Miền Tây chưa? Đi Bình Dương rồi đó. Có đi Bình Dương rồi ha, bán nước tương hay gì? Trời mới coi chứ chọn khoảng năm hôm này được không? Năm dạ. Này. Dạ. Hả? Trời nó nói giờ xin năm về cho được, ta được, chứ. Được, người ta xin này tặng cho người ta luôn. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Hai, chào. Chị tên gì? Chị tên Ké. Tên gì? Ké. Ké ha. À, chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 28 tuổi ạ. 28, rồi có gia đình chưa? Rồi ạ. Rồi mấy người con? 4 người. 4 lần. Tính sanh bao nhiêu mấy nghỉ? Bây giờ ạ. À? Tháng 12. Tính sanh mấy đứa con mấy nghỉ? Thiếu con trai nên cố đẻ. Thiếu con trai nên cố đẻ. Vâng. Là bây giờ là tháng 12 đẻ nữa đó hả? Là đang có bầu. Ồ, vậy đó ha. À, vậy là đẻ hoài chừng nào có con trai mới ngừng. Đứa này thôi ạ. Đứa này nữa rồi thôi ha. À, 4 đứa rồi, đẻ thêm đứa nữa, lỡ đẻ con gái nữa thì sao? Con trai rồi. À, đi coi là con trai rồi. Chú, đẻ 4 bé rồi mà bé gái không, bây giờ ráng đẻ thêm một bé này nữa là con trai là nghỉ nè. Đó, ha. À, rồi đồ này là chàng người ta cho chị ha, là đồ chị mua vậy? Đồ này ạ. Đó. Đồ này mua ạ. Mua ha, chứ không phải người ta cho ha. Dạ. Mấy ngày nay á người ta có cho quần áo kìa, rồi chị có nhận không? Cũng nhận được một vài cái. Một vài cái ha, thấy thương ha. À, dễ thương, chúc sức khỏe nha. Đây là những phần quà quý vị ha, chở đến nơi phát cho bà con nha quý vị. Đường đi khó khăn lắm. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Đây. Là nó danh sách đó 160 mấy ngàn cho 70. Dạ. Mình cho trực tiếp ở đây bao nhiêu người đó thì mình phát liền luôn. Kính thưa quý cô chú anh chị, hôm nay Châu Phú đã trở về làng Bùng Dạo, một chặng đường rất là khó khăn quý vị, thì cũng được tập hợp rất là nhiều bà con tại đây là tới 180 hộ lận quý vị, cho nên là trưởng thôn vận động rất là khó khăn, lớp chở những phần quà vô nữa quý vị. Đường là sạt lở đất đó, hoàn toàn là chia cắt đó mà không biết bao nhiêu ngày, cho nên bây giờ đã được thông và những chiếc xe Honda chở đó quý vị đã xem đầu video đó quý vị thì rơi nước mắt quý vị. Cho nên là Châu Phú đại diện cho những nhà mạnh thường quân, thứ nhất là ở cha hội từ thiện Nhân Hòa, thứ hai là sư cô An Nhiên, rồi thứ ba là gia đình Chốt Lựa và Châu Phú, rồi kênh YouTube là Lê Trang Thiện Nguyện cùng với chú Năm Núm. Thì chú Năm Núm có gửi cho con á là số tiền 2,5 triệu nữa cô. Chút xíu nữa là cô cầm vô luôn, hồi nãy cô không có đọc danh sách. Rồi chút xíu nhắc con nha. Chút xíu nhắc đi, giờ này hết tiền rồi. Rồi tiếp tục nữa thì với những đoàn thể từ thiện đã đồng hành cùng với Châu Phú đó quý vị. Thì hôm qua tới bây giờ đó cứu trợ ở Lào Cai rồi. Bây giờ thì tới Yên Bái. Thì đây là danh sách cứu trợ làng Bùng Dạo, ủng hộ số tiền cô Ba Thúy 10 triệu. Chú Thoại, chính Thoại Nhân Hòa từ thiện 10 triệu, em Phước 5 triệu, chị Trang 8 triệu, chị Trang là Lê Trang YouTube đó, và cộng thêm 600 đưa bên đây rồi là 8,6 triệu. Chị Trinh là sư cô 5 triệu, em Tiên 400, tổng số tiền mà danh sách cộng lại đó là 39 triệu quý vị.
và hiện giờ đó là xã Lan Thiếp Thiếp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái là Châu Phú đang đứng ở đây, và Châu Phú xin trích tiền của những nhà mạnh thường quân. Hôm qua trích là 50 mấy, gần 60 triệu quý vị đó, thì bây giờ trích thêm 50 triệu nữa để mà phát cho bà con ở đây, mỗi một hộ là 500 ngàn, cộng với số tiền này là nhiêu? 39 triệu. Với đây là 50 triệu nữa rồi là nhiêu? 89 triệu. Thì chú Năm Nấm 2 triệu rưỡi nữa là 91 triệu 500 ngàn. Thì phát cho mỗi một hộ 500 ngàn, khi nào thiếu tiền Châu Phú sẽ trích thêm tiền mạnh thường quân nữa cho đủ. Và danh sách có tên trong đây 180 hộ, bây giờ đọc tùy duyên nha quý cô chú anh chị, cho nên là hộ nào vắng mặt thì thôi, mong quan hỷ, thì mời quý vị và các bạn sẽ trao những khoản tiền. Và bà con ơi, chào bà con nha, lớn lên chào. Đoàn từ thiện đến từ An Giang, khi mà mình nhận quà, thứ nhất là mình nghe theo là huynh đệ đồng đạo nhận tiền đó, nhớ gì nè, Nam Mô A Di Đà Phật ha, gieo duyên nha. Đạo Chúa thì niệm amen ha, đạo Chúa thì amen, đạo Phật thì Nam Mô A Di Đà Phật, để mà gieo duyên với Phật pháp. Đạo Cao Đài thì niệm Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát ha, đạo nào cũng tốt chân quý vị. Cho nên thì bây giờ là cô xé những cái khoản tiền này ra, cô đại diện phát cùng với sư cô ha, sư cô sắp giùm. Rồi tiếp tục nữa thì khi mà phát thì khi mà con niệm Phật nha. Rồi, okay. Mời luôn. Rồi, bắt đầu đọc tên thế anh. Đọc tên lên, một lần đọc 5 người, 5 người. Một lần đọc 5 người. Đúng rồi. Bàn tay phiếu. Đứng ra đây là gì? Bàn tay phiếu. Triệu Trung Hương. Đây, qua đây nè, qua đây nè. Đứng 5 người đây đi, đứng 5 người. Đây. Nè Út, vậy là quay đây nè ha. Đứng đây mà này bên đây quay xéo qua đây đang phát tiền nè. Đứng 5 người đây, kêu 5 người. Đây. Em qua bên kia kìa. Em qua bên kia kìa. Đúng rồi. Đúng rồi. Đây quý vị. Năm người đây. Một lần 5 người. Đủ chưa? 4 người rồi, còn người nữa đâu? Không sao. Cô đi thì ghen vào đi. Nè, anh ơi. Không có thì kêu người khác. Cứ kêu lên. Dạ. Rồi bắt đầu nghe, phát tiền nha. Tiếp tục. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm luôn hả? Nam Mô A Di Đà Phật. Đây nè. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Oh yeah. Quá luôn rồi. 10 nè. Rồi. Cứ phát đi không sao, cứ đọc lên. Nam Mô A Di Đà Phật. À thiếu ha. Chậm chưa? Nam Mô A Di Đà Phật. Ôi đây niệm Phật nhiễn luôn rồi. Chừng nào Châu Phú nó ve là bà con. Rồi. Rồi xong rồi. Rồi mời. Rồi cho đi ra. Bàn tâm khẽ. Lý thì tam. Lý thì tam. Lý thì khẽ. Lý thì khẽ. Xích vô đi con. Đây quá dễ thương luôn quý vị ơi. Tiếp. Dạ niệm Phật ở đây nhiễn đó nha. Bà con đây có phước nè. Đứng xuống đây, đứng đây. Ui, người ta đứng ra mình đi đi. Đây. Hồ Lý thì khẽ đâu nhỉ? Rồi, cái này chưa gài nút nữa nè. Hồ Bàn tâm khẽ đâu nhỉ? Khổ quá quý vị ha. Đúng rồi. Hồ Lý thì khẽ. Rồi đọc tới luôn anh, không có thì đọc tới luôn. Tới. Chiều Hưu Sương. Tiếp không có người khác đi chú. Tiếp luôn. Rồi tiếp tục. Rồi đây. 2, 4, 5. Rồi chuẩn bị nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Quá nhỉ. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Yeah, quá tuyệt vời. Yeah, bà con ơi. Vui quá. Nhớ nghe. Ê, Châu Phú nó ve là ve nha. Dạ. Cho vui. Trời ơi, có em bé. Dạ, dễ thương quá à. Lý Tôn Nhi. Đây quý vị. Đây tiếp tục. Lý Minh Kim à. Lý Minh Kim. Hồ Lý Tiên Chu, Hồ Triệu Thị Phan, Hồ Triệu Tôn Lai. Có lên đi cô, có lên đi. Có tên thì lên đi. Lý Minh Kim đâu nhỉ? Đây, tiếp tục luôn nha quý vị. Ba à, tiếp đi chú. Tiếp tục luôn. Đây rồi tặng sữa đúng rồi. Đó, tặng sữa. Cô đặt con chung lên đi ạ. Cho đủ 5 đi. Cho đủ 5 luôn. Người nữa. Tiếp luôn, tiếp người nữa anh ơi. Chiều Văn Chiến lên đủ 5 đi.
Triệu Văn Chiến. Lý Thị Khé nhanh lên đây, đọc qua tên rồi. Lý Thị Khé lên. Đây. Tiếc rồi mua quý vị ơi. Không tí đọc tên qua ngoài kia đó. Dễ thương quá. Ai quá chừng dễ thương quý vị ạ. Quan Chiến. À. Ô Phan Đại Tiên. Ô Triệu Thường Phúc. Dạ. Rồi, ok luôn. Được, để mà gieo duyên với các huynh đệ ở địa phương này cũng cực khổ lắm. À, sẽ tặng cho 10 huynh đệ ở đây mỗi người là 500.000 luôn nha quý vị. À, tại vì là chuyên chở cho đoàn đó quý vị cũng sắp xếp khó khăn lắm quý vị. Và Nam Mô A Di Đà Phật, các anh ở trong đây thì quý vị đã thấy đường đi rồi đó. Biết đó là chăm lo cho bà con khó lắm mà cũng phải cần lo cho gia đình đó quý vị. Ở phía sau này là những phần quần áo cũ đó quý vị. Ha. À, của bà con đem lại đây để cho đó, nhưng mà không phải đoàn Châu Phú nha. Châu Phú thì lựa ra vô bọc hết trơn. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Quá nhuyễn luôn. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Đó nhuyễn rồi đó. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, quá hay nha. Cười ha. À, mấy cô này vui cười ha. Đây, đi á là xóa tan mệt mỏi ha cô. Cái phút này là xóa tan mệt mỏi của mấy huynh đệ chân, xóa tan sợ hãi. Ha. À, quá vui luôn ha. Chị Quyên nha quý vị, đã dẫn đoàn đến đây. Đi đâu chơi em ơi. Đọc lớn lên. Đọc cho nhanh lên luôn để mưa tới. Đọc tới luôn. Hồ Đạt Con Đích. Tới luôn. Bàn tay quý. Rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Hồ Bàn Phúc Hiền. Nam Mô A Di Đà Phật. Quá dễ luôn. Quá dễ thương. Ô Phan Thị Chi. Đây. Hồ Bàn Kim Văn. Ờ đúng rồi, đứng ở dưới, đừng đứng trên đúng cao quá đúng nha. Đúng rồi. Nè mình mấy giờ sình đất không nè. Thấy không? Đó. Khó khăn lắm quý vị. À. Một lát cho con ta đứng lên chụp cho mấy ngượng tắm thôi. Vui. Mừng. Bao lâu rồi mới nhận được quà này? À, vừa được mấy hôm thôi. Dạ. Ba hôm. Em ơi. Ờ, vâng. Hôm chưa đi trả. Cảm ơn bà con mua A Di Đà Phật. Hai ba ngày trước. Chưa có. Chưa có trả tiền ha. Trả tiền đó chưa có. Đứng đây này, tự nhiên ta đứng đây. Lên trên. 2 3 4. Rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Quá nhiễn. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Quá dễ thương. Nam Mô A Di Đà Phật. Hộ đàn con chim. Nam Mô A Di Đà Phật. Đứng này cho người ta chụp tấm hình đi. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi cảm ơn. Tiếp tục luôn. Năm người cái cho hết của sư cô lên chụp tấm hình với mấy này. Rồi sư cô lên luôn nè. Khoan chút nữa phát tiền rồi xong cái đứng cái chụp tấm. Được luôn. Nha. Rồi xích qua đây xíu em. Quà nữa nha. Rồi. Kế tiếp đi em ơi. Tiếp luôn, đập cho nhanh anh ơi. Có bạn tung cao đây kìa. Cao đây người vào đây mà. Đập tiếp luôn anh ơi. Có bạn tung cao luôn nha. Sợ hộ đó đó đi chở đồ, chở quả. Hộ Triệu Tiến Tình. Đó con đây trật tự nhá. Tiếp luôn. Hộ Lý Muôn Tàn. Lý Muôn Tàn. Liều lên đây. Liều đây. Ca Liều. Liều. Lên đây Lý Muôn Tàn. Không mất quà hay sao? Tiếp. Đây, ở đây là anh hỗ trợ quần gách chân nè quý vị ha. Đặng Quân Sú. Đổ 5 người rồi. Rồi. 4 người à mấy? 5 người. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Nhớ nhộm đầu đen lại cho đẹp nha. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Quá dễ thương luôn nha. Hồ Đại Hiếu Trinh. Hồ Đại Hiếu Trinh có đây
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vậy là bà con đây niệm Phật dữ lắm rồi, ai cũng niệm gần hết trơn ha. À, dễ thương ha. Qua luôn. Qua luôn. Con miêu. Qua đây, qua đây. Sao qua đây này em? Tập luôn. Cô la nước tiền. Cô chiều đi phái. Tiếp luôn. Lên đây chú, lên đây chú. Lên đây chú đi. Qua ra ngoài. Cô đặt đến quảng. Cô đặt đến quảng. Này quý vị ơi. Cô chiều Hiếu Thanh. Chiều Hiếu Thanh. Cô chiều con phái. Chiều con phái. Thầy phải xuống đây. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô. Rồi đứng đây. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Vui quá, vui quá. À, cho chụp tấm hình nha, đứng rồi đi rồi. Xong rồi đi rồi. Chút xíu à, tập hợp lại chụp hết chân luôn nha. Với bà con. Cô chiều Hiếu Quân. Đứng xích xích đây, xích xích đây, xích đây. Đứng đây nè. Đứng đây nè. Cười ha, vui ha. Đi bộ nè quý vị. À, đi gì không nè. Khó khăn quá. Cô Trắng Minh Thành. Hả? Sát vô. Một tên nữa, còn người nữa. Cô chiều Tôn Sĩ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Ở đây tôi nghe niệm Phật. Vâng. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng. Niệm niệm á. Vâng. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Quá rồi. Nam mô A Di Đà Phật mà văn vậy. Biết chú là văn rồi. Niệm được mà mẩn ra đi chờ đâu à? Biết chú là văn chứ đâu phải làm việc đâu mà. Cô chiều thì mấy? Cô chẳng sao mà con đây vui quá nè. Quá chừng luôn quý chị ơi. Mừng quá. Con sao cơ mà đi. Cô chẳng sao cơ. Chẳng sao cơ. Chẳng sao cơ. Hộ trắng xeo cớ. Trắng xeo cớ là đến đây luôn. Dạ, lên lên. Hộ trắng xeo đây. Hộ trắng xeo lùng. Hộ trắng xeo lùng. Đừng có nói chuyện nữa, lặng lặng nghe tên nè. Chập từ đi, chập từ mà nghe thầy nha. Đây đọc thôn hết rồi đấy. Hộ này hộ trắng xeo lùng ha. Hộ trắng xeo dùng. Xeo dùng hả? Có luôn. Rồi đủ rồi đó. Xeo dùng hả là xeo lùng anh? Trắng xeo dùng hả? Cô trắng áo phanh. A phanh, trắng áo phanh. Tiếp tục hộ trắng áo phanh đó. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Lớn lên Nam mô A Di Đà Phật. Hộ trắng áo sung. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trắng áo trắng áo phanh. Nam mô A Di Đà Phật. Cô trắng áo phanh. Đi lên bên này. Họ trắng eo phành eo gì tầm lâm giang eo gì cho phú quên hoài. Trắng xeo quảng. Trắng gì chị tên gì? Trắng xeo chỉnh. Trắng xeo chỉnh. Trắng xeo chỉnh. Dạ. Thường nghe tên trắng xeo chỉnh. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Yes, xin. Nam mô A Di Đà Phật. Xin lại cho. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Amen. Amen. Đó nè. Dạ. Amen. Amen. Chú ơi, đạo chú ơi chú. Thiên Chúa. À quá tuyệt vời, đạo nào cũng tốt chân chú nha. Amen. Quá dễ thương rồi. Tiếp tục. Của anh đâu? Hồ vàng chua. Sao chua? Chú này giống người nước ngoài vậy quá ta. Nha. À, giống như là một người nước ngoài đó quý vị. Cái họ gì không ngộ ngộ quá. Đi thì sâu. Dạ. Con nhân dân đi nha. Mà không có được tiếng nó bỏ qua đây bảo đâu.
tên gì em? Giàng Thị Trư ạ. Tặng Thị Trư ạ. Giàng Thị Trư ạ. Tặng Thị Trư ạ. Giàng. Giàng Thị Trư. Tên gì? Lý Thị Châu. Lý Thị Châu. Lý Thị Châu. Tên gì cô? Phan Thị Châu. Nha, Phan Thị Sốt. Anh tên gì ạ? Và Trà Chua ạ. Và Trà Chua. Trà Chua luôn. Dạ, thế thôi nha. Em ông ơi đó nha. Em ơi à, những người nữa sao dùng tên nó lại là như tên ai sao dùng ai sao dùng Lý sao dùng đâu ai Lý sao dùng Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. À đúng rồi. Amen. Amen. Cho Nam mô A Di Đà Phật. Mong mà mong à, Amen. Hả? Amen. 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 Bây giờ không cho nó hôm nay. Amen. Ai đi bạn thì thôi. Amen. À dễ thương ha. Quá luôn. Hồ thao thì mỹ. Hồ thao thì mỹ. Hồ mai thì mánh. Hồ mai thì mánh. Ha là mai. Đâu ai là mai thì mánh đâu. Ma. Ma. Chả xeo xì. Đứng nha. Hồ chả xeo bư. Chả xeo bư. Tên dễ thương quá à. Hồ cư xeo ca. Cư xeo ca. Cư xeo ca. Hồ chả xeo cao. Cư xeo cao. Quá luôn rồi. Cao xeo cư. Nam mô A Di Đà Phật. Ai ô ca trò á. A Di Đà Phật. Ai ô ca trò á. Amen. 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 Amen luôn. Amen. Amen. Amen Đà Phật. A Di Đà Phật hả? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dễ thương. Cảm ơn Chúa. Amen. Dễ thương. Amen ạ. Amen luôn. Rồi quá tuyệt vời. Ai? Cô. Em gái tên gì ạ? Cô. Giàng Thị Dung ạ. Giàng Thị Dung. Vâng. À, tên sau này tên đẹp đẹp ha. À. Tên người lớn tuổi thì đặt hồi xưa quý vị. Bây giờ là càng ngày càng tăng thời. Cho nên đặt. Lý Minh Kim lấy rồi đúng không? Tiếp tục luôn ha. Ai không nghe kêu lại chúng ta để tôi nghiệp. Ai không nghe chút kêu lại. Ai hồi nãy cho qua đó mình kêu trở lại ha. Hồi nãy vắng mặt nhiều khi người ta đi trở hoài giùm quý vị nha. Đặng Quang Trình. Ô Phan Thị Chip. Phan Thị Chip. Phan Thị Chip cho lên. Bạn Việt đang kêu lên đây, ô đây kêu ơi. Con gái đã cho ta lạnh thế. Đánh chéo kêu khác anh. Hồ Triệu Tiến Tình. Lên lên chén. Chiều Thiên Tình nào uống lên lấy đi á. Hai ai trong đây vào lên đây hộ đi. Xú ấy. Hồ Chiều Thiên Tình đâu lên lấy dùm cho ba đi. Ô Đại Hiếu Trình. Không bây giờ anh kêu tới cái tớp này nè. Anh ơi tới đây nè. Bỏ qua chân mới đi nha. Ông Trà Vĩnh Vy. Ông Dạo đây hộ đi. Ông Dạo đây hộ đi ạ. Còn là bà con buôn đệ đi chở nữa quý vị, đi chở hoài cho tới nè. Đó. Tại vì buôn đệ phải chở hoài cho nên nó là đọc tên nó bị vắng nha quý vị. Ở chú này hãy có chào, nhận chào. Rồi. Ê, mà. Em gái, em gái. Ê. Ê. Tên gì? Tên gì? Hả? À, tên Hợp ạ. À. Tên gì hả? Ừ, chào tên Hợp ạ. À. Chào. Tên Hợp. Tại vì người ta quay. Chào tên Hợp ạ. Chào tên Hợp. Chào tên Hợp ạ. Không có tên họ luôn á, tên. Chào tên đặt tên Hợp ạ. Thấy cái hình chú nữa là nhận. Ừ, tưởng đâu họ cháu tên Hợp. Chặt tư. Ô Lý Văn Dậu. Lý Văn Dậu. Đứng đây nè em. Đẩy đẩy đi đẩy nè. Đứng đây nè, đứng đây nè. Đứng đây, đứng đây. Chở nè, chở tiếp. Đúng rồi, chở đúng rồi. Đứng đây chú. Lý Văn Thả. Lý Văn Thả. Lý Văn Thả hay Tân Thả? Cái đây nè chú. Ê, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Quá dễ thương. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Quá tuyệt vời. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi quá hay. Tên là Phật của Bố Bồ Nhẫn.
Rồi, 50 Di Đà Phật, mỗi hộ 500 nha quý vị. Rồi xong á là quà thì đem về đây tập hợp ở đây. Đó, để mà cho trưởng thôn đứng ra phát quý vị, vì trong đây trong sâu trong rừng á, cho nên là không có thời gian mà để phát liên tục nữa nha quý vị. Ở đây thì những phần quà này cho Phú vận chuyển của bên Bình Phước, bà con Bình Phước đã gửi cho nhóm thiện nguyện. Bà con đây chặt từ cái nghe nhá. Ô Đặng Văn Quân. Ô Ban Thị Hoa. Ô Ban Văn Toàn. Thôi giờ ý con xin một lúc. Bắt tay cởi trước nha. Đứng như này nè em ơi. Đứng như này. Ô Ban Thị Hoa. Ô Ban Văn Toàn. Ô Ban Văn Toàn. Ô Lý Văn Ngọc. Ngọc đâu? Cô Lý Văn Xuân. Lý Văn Xuân. Cô Đặng Xuân Chiến. Đặng Xuân Chiến. Đi tay nè. Đây đây đây. Rồi giờ đủ rồi ha. Nam Mô A Di Đà Phật. Em là vợ Lý Văn Xuân. Nói cho người ta. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Dạ. Tiếp tục luôn. Cảm ơn ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Amen. Đạo Chúa thì niệm Chúa, đạo Phật niệm Phật nha. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Sùng thị xóa. Hả? Đạo gì? Sùng thị xóa. Sùng thị xóa. Tên hả? Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. À ha. Kêu niệm Phật mà nói giới thiệu tên Sùng thị xóa. Dễ thương nha. Dạ. Lớn lên thì tốt. Nam Mô A Di Đà Phật. À, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Áo này á, áo này là mình mua hay là ta tặng? Mua. Cái áo gì là bao nhiêu tiền? Cái áo gì là 120. Cái áo gì là 120 nha. Trời ơi, nóng lắm sao mà sang ta áo lên hả? Nóng quá. Nóng quá. Trời ơi, ở trên đây cho Hú thấy lạnh nè. Nam Mô A Di Đà Phật. Đây ông Tình đó là đi chợ đồ đó. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Ba mẹ đâu không lại nhận quà con? Ba mẹ đi làm thuê rồi ạ. Ba mẹ đi làm gì? Đi làm thuê rồi ạ. Đi làm thuê rồi ha. Bây giờ ở nhà còn gạo ăn không con? Có ạ. Có tiền không? Có. Có được nhiêu? Hả? Được nhiêu? Có nhiêu? Thì không biết. Không biết rồi hả? À, dễ thương nha. Nhà gần đây không? Có. Có hả? Ừ. Nhà ở xa hả? Gần? Xa một tí ạ. Xa một tí là cỡ nhiêu? Đủ chưa? 2-4 năm mà đủ phải không? Xa một tí quá vậy. Rồi. Nè, Nam Mô A Di Đà Phật. Đủ chưa? Năm người chưa? Amen. Nè, ở cái gân sao mà nó có gì trắng trắng đâu mà. Sao ăn hả? Nhăn ra coi. Nè, Nam Mô A Di Đà Phật. Để Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Amen. Nè. Rồi. Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Em có đi ra đi làm ở đâu không? Ở Bình Dương hả? Không ạ. Có đi làm ngoài không? Không. Rồi sao mà thấy em dọn khác hơn bà con đây ạ? Có xăm nữa nè, kìa là đi xăm ở đâu vậy? Trước đi làm xăm. Làm trước ở đâu? Ở Vĩnh Phúc ạ. Vĩnh Phúc ha. Vâng. Rồi bây giờ là nghỉ đi làm luôn hả? Vâng. Vậy ha, giờ đây á là không có xăm nữa nghe. Vâng. À. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, đây. Ừ, đã đưa đây là sao ạ? Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đây con chơi gái. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dễ thương quá, dễ thương. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Vui không? Vui. Được nhận bài rất là vui ha. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Em giao duyên. Giao duyên, giao duyên. Để chút nhận quà. Nè. Đi. Giao duyên ai cũng niệm cho đâu phải mình anh em đâu. Đạo Chúa thì niệm Chúa. Nè nè giao duyên. Đằng sau nữa đặng anh vô anh thăm nữa. Ha. Tàn ơi gì đâu mà né hoài vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dễ thương nha. Đây. Nam mô A Di Đà Phật. Đó. Nhảy. Đây nè. Bởi vậy là trong hôn á là Nam mô A Di Đà Phật. Chịu gieo duyên với Phật nè. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Ồ mấy anh chị dễ thương quá quý vị ơi. Nam mô A Di Đà Phật. Quá trình dễ thương luôn rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúa cho bên đây. Con ơi, con Thiện ơi. Con Thiện ơi. Game, cái tiền bạc. Gặp hết tiền chưa cô Chính? Con Đặng Phương Nam. Gặp hết tiền chưa? Con phải bao nhiêu này nữa nè. Sư cô cũng còn nữa hả sư cô? Còn. Nhưng mà con người thì con tiền, hết người là hết tiền. Ô Đặng con cái. Đây. Đâu rồi? Đây. Lên lên. Hộ đặng con cái. Đứng đây. Quá rồi. Hộ ni xeo nú. Hộ ni xeo nú. Cái này là đứng này em không sao mà lên đi ui chứ. Cứ mãi nghe cái này. Đâu mà quay đi. Ôi, chán xeo cá. Chán xeo cá nghe, không có ăn cá nữa nghe chưa. Cái này là chị. Ô bà nói hì. Ai ai hì. Này quá ha. Hello phải không? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Năm thẳng rồi chứ. Giỏi quá. Năm thẳng á. Ô Lý A Ninh. Tiền còn rất là nhiều. Ôi đi ra đi. Quá liền luôn. Nhưng mà người rất là đông. Người vẫn đang lợi tự nhiên. Rất là kính thưa quý cô chú anh chị, bây giờ nó là đọc theo tên những làng của gì, bà con ở những buôn bồn trở về đây, bà cụ đó bị dán rồi kìa, ha. Quà thì là trở về đây 180 hộ. Bây giờ phát tiền trước quý vị, trễ quá cái đường đi quá khó khăn quý vị, cho nên là giao lại đây chút xíu nữa, nhận tiền xong thì ở đi. Đà Phật. Bà con nhận quà. Giỏi quá. Sẽ đi Nam mô A Di Đà Phật. Tại vì phải đón cho đoàn mạnh thường quân. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Mình cứ lấy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Quá luôn rồi ha. Rồi. Nè quý vị ha. Quần rách hết trơn ha quý vị. Đây. Thấy cái này chú đi con. Nằm nè. Hồ chiêu thi phối. Nằm luôn phải không? Xe ở đây là chạy quần rách. Hồ Trang Minh Thành. Ha. Cái này nằm luôn phải không? Nằm. Hồ chiêu toàn xuyến. Chiều con xin to ấy. Xin lỗi các anh em, xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Cái bát đấy để tớ xuống đây. Này. Ông đọc luôn. Ông đọc luôn. Tiếp tục luôn. Ông đọc cả ông xong rồi ông xuống luôn. Đọc cả hôm mấy hộp tiếp theo của năm luôn. Ông đọc ông rồi ông xuống này, ông đứng đây luôn. Chịu thì mấy? Vô đi, tiếp đi. Họ chịu thì mấy? Ô Lý Đạo Tả. Lý Đạo Tả.
Dễ thương nha. Tên giống là tên giống như là ở Trung Hoa quá không vậy? Lý Đào Tả. Đào Tả cũng đi sĩ luôn. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Vâng, Nam mô Di Đà Phật. Dạ. Nam mô Di Đà Phật. 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 Rồi, dễ thương rồi, tiếp tục luôn. Đây quý vị ơi. À, bà con ở đây ai cũng đẹp hết trơn, ai cũng sáng hết trơn, quỳ niệm Phật nhiều quá nè. À, niệm Chúa nhiều quá nè. Sao tọa, đi sao phần, đi sao sự. Đi sao xì, ông lừa. Đi sao về, âm hộ lên đi. Lý Xeo Bề. Rồi, Nam Mô Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Có hai à? Có hai cha. Nam Mô Di Đà Phật. À, năm mới nhiều ha. A Di Đà Phật. Chính phủ à? Amen. Amen. À, dễ thương. Amen. Amen. Rồi. Amen. Ba bài. Ba bị bệnh hả? À. Nhức đầu hả? À. Hả? Chúc nhận sữa uống. Dạ, dạ, dạ. Nguyễn Thị Nga, à Nguyễn Thị Nga. Nè, quý vị. Đang con khẽ. Áo gách hả? Chỗ này bị gách ta hả? Vâng. Tại vì bạn áo gách che hoài quý vị, nha. Thiếu vải. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Áo này mua đâu chị? Nam Mô Di Đà Phật. Người ta tặng hả? Nam Mô Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Có đầu gì? Nam Mô Di Đà Phật. Đây quý vị. À, cho phú phỏng vấn để biết bà con khổ như thế nào vậy. Nam Mô Di Đà Phật. Amen. Amen. Xíu có bầu gà. Di Đà Phật. À, đạo Chúa niệm Chúa, đạo Phật niệm Phật ha. À, mình hỏi để mà mình biết được bà con á, là nhận á, đây là tiền mua hay là nhận những cái phần quần áo cũ đâu quý vị. Bên đó có đóng quần áo cũ đó của đoàn khác đi đến đây để đổ vậy đó quý vị. Lựa hết thì là bỏ ở tại ấp quý vị. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Phật. Nam Mô Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam Mô 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 A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngoan. Này ba mẹ đi làm mày. Nam Mô A Di Đà Phật. Ba mẹ con đâu? Đi làm thuê rồi. Đi làm thuê ha. Dễ thương quá ha. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo Lý Xeo Lâu. Trần Xeo Vân. Lý Xeo Lâu ha. Trần Xeo Vân. Con tên gì? Con tên Giàng Thị Linh ạ. Giàng Thị Linh. Vâng ạ. Lý Xeo Lâu là cái gì của con? Là bố ạ. Là bố ha. À, dễ thương ha. Giàng Thị Linh con của Lý Xeo Lâu. Xếp xuống trước nhà. Chị tên gì? Lưu Thị Hoa. Lưu Thị Hoa. Con tên gì? Lưu Thị Má. Lưu Thị Má. Ai mà kêu cô này cái là kêu bằng má luôn à. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Amen. A Di Đà Phật. Xin cho. Nhà Nam Mô A Di Đà Phật. Nha, Lưu Xin Thị Má hả ta? Tên lạ ha. Dạ. Lưu Thị Má, hồi Lưu Thị Ba. Nè, dễ thương ha. Đây. Tiếp theo. Lưu Sao Từ. Lưu Sao Chính. Đây, đang đi tiếp tục đếm tiền nha quý vị. Lưu Sao. Trần Sao Lũ. Này giống như là Hàn Quốc ha, đây như người Hàn Quốc vậy ta. Sáng cuối giờ này. Dặn giao lú, dặn giao lao. Dặn giao lú, dặn giao lao. Sao lao? Đây tiếp tục luôn ha. Rồi Nam Mô Di Đà Phật. 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 Giao chính.
Nam Mô Di Đà Phật. 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 Lấy tiền rồi là di chuyển vào nhà văn hóa này để ngồi nha quý vị. Để nhận tiền nha. Ủa nhận quà nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con đi với ai? Con từ một mình đi. Hả? Đi với chú. Với chú ha. Rồi con có nhận quà không? Có. Ờ, ba mẹ đâu? Nam Mô A Di Đà Phật. Ở nhà hả? Giỏi quá. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi tiếp tục luôn nha. Trong đi con này. Con mấy tuổi rồi con? Con hôm nay 10 tuổi. 10 tuổi rồi. Con đi học không? Có. Lớp mấy? Đi sang trẻ. Rồi dễ thương quá ha. Thằng Sáu Bảo. Rồi ngoan nha. Gán niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Thằng Sáu Bảo đâu? Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Vô gặp chú vui tặng sữa nha. Chú đi theo chú nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Chú quay phim rồi đi theo nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Ông giỏi quá. Ông bà ông. Lấy sữa giùm con cho bé này nè. Lấy vài thùng sữa, lấy nguyên thùng nó ra phát cho mấy cháu nhỏ nè. Nè 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 đây nè đây nè đây nè đây nè đây nè. Cháu này nè cho hai lốc luôn. Thơm quá nè. Mua đi mà chưa. Ngoan quá ha. 4 à. Rồi. Con có tiền không? Đi học có tiền không? Được nhiêu? Con đi đem con không? Hả? Được 10.000. Mấy? 10.000 ạ. 5.000 hả? 10.000. 10.000. Dễ thương ha. Hết rồi phải không? Thằng Sốt trả. Hết rồi phải không? Có phương mua sao bao? Nè. Rồi nè. 5.000 cho con thêm 100.000, 105.000 nha. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật liền ha. Rồi gán lên nha. Biết cắt tiền không? Có chừng mắt nha. Dạ. Ủa ta cái mít đâu mất tiêu hết cái ta? Đây nè. Ủa tặng. Dạ cảm ơn con. Nam Mô A Di Đà Phật. Quá luôn rồi. Đây quý vị ha. Ô, đây nhỏ xíu này luôn hả? Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thiên á. Nam Mô A Di Đà Phật. Thiên Nam Mô Thiên á. Amen. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. À dễ thương ha. Hết rồi đó hả anh? Còn không? Xuống đây. Tiếp tục luôn. Trắng thì chớ. Trắng thì chớ. Thằng Vân Tôn. Thằng Châu Chu. Thằng Châu Thắng. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Thầy Văn Tôn này có mặt rồi này. Thầy Văn Tôn này. Rồi tiếp tục hết luôn phải không anh? Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thế bây giờ ai lấy không? Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Rồi tiếp tục nữa. Ban Siêu Di. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Ban Điều Hoa. Tên gì? Tên gì? Đây quà đây để hai hai hộ nè. Quà đó ba mẹ đi làm hết trơn rồi qua nhận quà cái gì? Ban A Hi đâu? Mạnh A Hi. Dạ đúng rồi, cái này cháu này nhận cho ba mẹ. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. À, giỏi. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hồ Đăng Phương Nam. Rồi thay cho bố mẹ. Nam Mô A Di Đà Phật con. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý cô chú anh chị, một cái chặng đường á gian nan nhưng mà gặp được bà con niệm Phật niệm Chúa vậy là nó so tan những cái phiền não, những cái sợ hãi của vậy. Và bây giờ là tương đối là thành công trong chuyến phát quà này.
Thì còn đây là những cái phần quà của bà con ở Bình Phước, thuốc rồi dầu rồi tất cả những sữa tả quà mì quý vị, và đặc biệt là không có gạo, cho nên Châu Phú giờ này là trời sắp sửa chuyển mưa mà chiều tối phải tiễn đoàn là của chú Thím Chính rồi sư cô để mà đi máy bay. Châu Phú đi về tới nhà đó quý bà con khoảng 2 ngày 2 đêm nếu mà chạy xuyên suốt nha, còn không mấy là chạy 3 ngày. Cho nên là con xin tạm biệt bà con, và con xin chúc cho bà con ở đây lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe và vạn sự bình an nha. Tiếp tục nữa thì con cũng cảm ơn tất cả những nhà mạnh thường quân, rồi chị Quyên, rồi cô giáo cùng với trưởng thôn và các huynh đệ đã không ngại gian nan cực khổ mà rước đòn đi vô đây. Một lần nữa con xin chân thành cảm ơn và chúc cho gia đình quý vị đi về và quý mạnh thường quân đó làm ăn thuận lợi ha, và có tiền có bạc để đi từ thiện, và đặc biệt một điều là phát bồ đề tâm tinh tấn tu hành đến ngày viên mãn giải thoát để cứu vớt ông bà tổ tiên, cứu vớt cửu quyền. Vì đức thầy có câu đó, ngày nào đắc được lục thông vớt hồn cha mẹ tổ tông bảy đời, cho nên bà con gán niệm Phật để mình cứu vớt tổ tông mình sẽ khá giả giàu có nha. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp tục nữa thì con mời trưởng thôn sẽ đại diện và có một cái lời tri ân đến mạnh thường quân và Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa tất cả cô dì chú bác, đoàn đoàn mạnh thường quân nguyện. Dạ vâng, thì tôi cũng xin thay mặt trong cái thôn Bùn Dạo có tổng số là hơn 180 hộ nhân dân ở thôn Bùn Dạo, thì hôm nay thì cũng được cái sự quan tâm của cái đoàn thiện nguyện đã đến trao quà cho bà con chúng ta. Thì tuy nhiên cái đường rất xa xôi đó, nhưng cái đoàn cũng không quản ngại khó khăn đã tới tận thôn bản, tại nhà văn hóa tận trao quà cho bà con chúng ta. Thì hôm nay rất là cảm ơn và xin bà con chúng ta một cái tràng vỗ tay. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo là tôi cũng xin thay mặt tất cả các cô dì chú bác hơn 180 hộ dân ở thôn Bùn Dạo thay mặt xin chúc đoàn từ thiện có một sức khỏe dồi dào hạnh phúc, và chúc thiện tới đây đi lên đường may mắn và làm mọi công việc nó sẽ buồn. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn trưởng thôn. Tên gì trưởng thôn? Vâng, tôi xin giới thiệu, giới thiệu xin giới thiệu là tôi là đầy đủ họ tên là Trắng Xeo Nú. Trắng Xeo Nú là người dân tộc Mông. Thì từ trước là quê tôi thì cũng ở trên Bắc Hà thôi. Tôi xuống đây là cũng lâu năm rồi, từ năm 1988 chuyển xuống đây. Rồi cảm ơn trưởng thôn nhiều nhá. Vâng, kính thưa quý cô chú anh chị, khi mà xem cái đoạn video mà cô giáo phải là chèo chống đi qua cái nơi mà sạt lở để lo cho các cháu đi học đó thì rất là xúc động luôn quý vị. Cho nên Châu Phú gắng đi vô đây mời cô giáo cảm nhận như thế nào khi mà giúp đỡ mà các cháu mà nghèo mà gặp khó khăn đó cô. Dạ, dạ. Vâng ạ. Có khi nào cô khóc không cô? Dạ, dạ. Tôi kính thưa các vị trong đoàn thiện nguyện cùng với tất cả 180 hộ dân ở trong thôn Bùn Dạo ạ. Dạ. Năm nay thì tôi đã công tác ở trường mầm non Lang Thiếp này được 10 năm rồi ạ. Dạ. Thế nhưng mà cái năm nay là năm đầu tiên tôi được ban giám hiệu nhà trường phân công vào để dạy cái điểm này, thì tôi mọi năm thì tôi dạy ở khu điểm ngoài hơn một chút. Dạ. Thì có nghĩa là người dân thì cũng gọi cũng khó khăn, ở sang trong xã thì cũng là xã 135 thì cũng rất là khó khăn. Thế nhưng mà năm đầu tiên tôi được vào trong này là một điểm xa nhất của của xã. Vâng, thì những ngày đầu đấy, tôi đi vào đây tôi rất là xúc động vì là đường rất là khó đi ạ. Vâng. Những ngày từ cái ngày mà tôi vào đây là đầu cái tháng 8 để đi làm thì toàn những ngày mưa, ngày nào cũng là mưa. Đấy, trong này chỉ năm nay thì có 40 học sinh, thì tất cả hai lớp là có 40 học sinh thì chỉ được hai cô giáo thôi, vì là trường chúng tôi vẫn là đang trong cái diện thiếu giáo viên. Vâng ạ. Vâng, thì hai cô thì cũng vào đây rất là vất vả vì mưa nhiều nên chúng tôi thường xuyên phải đi bộ, nhưng mà cũng được sự quan tâm của anh trưởng thôn cùng với các cán bộ trong thôn vùng với tất cả phụ huynh và người dân ở đây thì cũng rất là thương cô giáo. Vâng ạ. Rất là thương cô giáo và cũng giúp đỡ cô giáo rất là nhiều trong cái đoạn đường đi vào đây. Chúng tôi cũng rất là xúc động, và vào đây một thời gian thì
tôi cũng thấy là tình cảm của những người dân ở trong này. Và tôi cũng cô Quyên ở đây thì cũng thật sự là cũng gần nhà tôi. Vâng ạ. Nên là cô cũng có kết nối được là cũng có một đoàn thiện nguyện của chúng ta đi vào đây để giúp đỡ cho người dân ở trong này. Thì tôi cũng là thay mặt cho tất cả 40 học sinh trong này và những người dân ở đây thì có lời cảm ơn đấy đoàn. Và chúc cho đoàn của mình là thật nhiều sức khỏe ạ, dồi dào sức khỏe và đi về trong cái chuyến đi của chúng mình là thượng lộ bình an. Và tôi cũng rất là mong sẽ có được có một cái dịp nào đấy để gặp đoàn của chúng mình một lần nữa. Nhưng không phải là đi thiện nguyện, không phải là đi hỗ trợ, mà là đi du lịch ạ. Cảm ơn rất là rồi, cảm ơn cô giáo. Kính thưa quý vị, bây giờ thấy cô giáo nghe nói đi lộ bộ vậy, lúc đầu cô giáo đã cùng với bà con đó nói ở trong đây các em học sinh khó khăn lắm. Mà không biết có cây nước chưa cô? Dạ có ạ. Có cây nước khoan giếng rồi phải không? Dạ có ạ. Bây giờ trong đó là còn thiếu những cái vật gì đó, Châu Phú xin đại diện Mạnh Thường Quân hỗ trợ tiếp sức với trường 10 triệu đồng. Dạ. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Dạ vâng ạ. Rồi, hồi hướng chung cho tất cả những nhà Mạnh Thường Quân. Con hết tiền trong đây rồi, chút con mượn tiền đưa. Dạ. Đồng báo trước đi. Dạ. Rồi. Rồi, cảm ơn chị Quyên, cảm ơn sư cô, cảm ơn chú Thiếm Chính, cảm ơn tất cả huynh đệ đã đồng hành cùng với Châu Phú. Tại vì vô trong đây khó khăn, huynh đệ ở ngoài gì chứ cũng buồn lắm quý vị. Đi xa xôi mấy ngày trời mà phải ở ngoài. Tại vì nhờ xe huynh đệ chở vô trong đây đó, phải hỗ trợ tiền nữa. Cho nên anh em nói thôi đi bây giờ ở ngoài ngoài ngồi chờ quý vị. Ha, cho nên một lần nữa cảm ơn anh em, chúc anh em sức khỏe bình an, cảm ơn. Còn đây 6 triệu thì chút xíu ra trả tiền cho huynh đệ mà rước ra đưa ra đó quý vị, mỗi người 200 nữa. Thì còn lại tổng cộng nhiêu thì nữa Châu Phú thông báo sau. Chúc quý vị sức khỏe, an lành, hạnh phúc. Thân ái kính chào và tạm biệt nha. Nam Mô Di Đà Phật. Các anh để đến tài trợ cho thôn bản chúng em nên là em hết sức cảm ơn nhé. Hy vọng là em sẽ trở về đây để mà thăm, để mà không phải mà đi du lịch, tại vì em không trước giờ không đi du lịch. Em chỉ đi thăm bà con nghèo thôi. Chúc sức khỏe bình an. Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, đây là những phần quà của bà con Bình Phước nè quý vị. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật, cảm ơn. Hiện giờ là Châu Phú đã đem vô đây hết luôn quý vị ha. Bánh rồi là dầu nè ha, Phật linh rồi thuốc, tất cả những phần quà Châu Phú đem đây hết trơn tả ha. Nè, sữa và những phần mì ở đây huynh đệ cô chú phát giùm con nha. Chúc sức khỏe bình an, thân ái kính chào và tạm biệt. Dầu nữa nè, thuốc, quà, vật tư y tế, hàng dễ vỡ xin nhẹ ha. Rồi, cảm ơn nhiều. Tiếp tục đó, Châu Phú xin chân thành cảm ơn đó là bạn của chú Hai Chuỗi. Và Châu Phú sẽ đăng vào video thông báo là gửi 2.000 cây dầu. Nếu mà phát không hết đó thì Châu Phú sẽ đem về phát ở Gia Lai và những nơi khác. Chúc quý vị sức khỏe bình an, thân ái kính chào và tạm biệt. Và cảm ơn chị Quyên nha. Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, kính thưa quý cô chú anh chị, đây là khoản tiền mà Châu Phú đếm ra 10 triệu rồi, đại diện Mạnh Thường Quân trao hỗ trợ cho cô. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp tục nữa thì ở đây là ba hộ đi đến trễ quý vị. Đi sình đất không đi bộ nè quý vị. Cô giáo nè, cái giò hết sức đẹp luôn quý vị. Quay xuống cái chân của cô giáo nè ha. Quay sát vô cái, quay sát vô. Cô giáo gì nè, đồng đạo ơi. Chân Châu Phú nè đó, thấy không ha. Dép này người ta cho quý vị ha. Tiếp tục nữa là ba hộ này đi sình đất không. Mỗi một hộ 500 ngàn nữa. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật con. Cảm ơn Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Cảm ơn A Di Đà Phật. Vâng, A Di Đà Phật. Dạ, dạ, cảm ơn. Rồi, thân ái kính chào và tạm biệt. Tạm biệt bà con. Tạm biệt. Dễ thương. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa quý cô chú anh chị, thì sau khi Châu Phú đi cứu bảo đó quý vị, thì quá chừng công chuyện luôn. Tại vì đi tới đâu đó mình gặp đúng hoàn cảnh, mình giúp đỡ kịp thời quý vị. Cho nên đó là trích tiền ra, không có thời gian mà để ghi vào trong sổ luôn, chỉ là nhắn tin qua điện thoại về cho vợ quý vị. Anh đã trích tiền khoản đó khoản đó. Cho nên hôm nay thì Châu Phú cũng đã dành thời gian quý vị để mà trừ ra sổ và vô sổ, vô danh sách cho tất cả những nhà Mạnh Thường Quân. Thì những video Châu Phú đã đăng rõ ràng đó quý vị. Thì bây giờ là sẽ đến cái video tổng kết tất cả cuộc hành trình đi cứu bảo tại Yên Bái, Lào Cai và Gia Lai luôn quý vị. Thì Châu Phú mời quý vị và các bạn sẽ đồng hành. Và chương trình đó thì ngày mai đó quý vị,
Thì ngày mai để coi cho chú coi ngày nha quý vị. 14 tháng 10 Tây nha quý vị, lịch Tây ở Bù Đăng Bù Đớp, có một hoàn cảnh than khóc quá quý vị ơi, mà bây giờ chỉ cầu xin mà được chết thôi quý vị. Đó thì cho chú sẽ nhờ chiếc xe cấp cứu từ thiện quý vị. Chiếc xe này đó là đi mua trả góp, mà mua xe cũ quý vị, thấy thương lắm. Nhưng mà anh có tâm lành, anh nói nghe nói người bệnh ở ngoài mà xa quá cho bố chạy không nổi, cho nên anh chạy anh chở cho bố đi quý vị. Thì hy vọng là cho bố cũng sẽ trích ra một phần để hỗ trợ cho anh trả bớt khoản nợ. Và hy vọng quý cô chú anh chị nào mà có xe cấp cứu tốt đó, đổi cho anh quý vị, xe hư hoài mua có 140 mà trả được 70 thiếu 70 quý vị, mà xe hư hoài chở bệnh hư bất tử quý vị. Hy vọng là qua video này có cô chú nào có xe nào dư mà còn tốt tốt đó, bán rẻ cho anh, rồi cho phú sẽ vận động mua quý vị. Và ngày mai là lịch trình cho phú sẽ ra Bù Đăng Bù Đớp để giúp cho một bà cụ cũng có ăn chay một tháng được 10 ngày quý vị, ra đó để mà gieo duyên giúp bà. Và hy vọng là bà sẽ mạnh khỏe lại và cố gắng ăn chay tiếp tục nữa quý vị nhiều hơn. Và tiếp tục nữa thì cho phú sẽ ghé điểm thủy điện Trị An, tỉnh Đồng Nai quý vị, để quay một người tu trên đầu cây. Và ông hiện giờ ông cũng quay đầu hướng thiện quý vị. Ngày xưa ông bắt cá, bắt mắm, bắt các con vật ở gừng dữ lắm quý vị, nhưng mà bây giờ ông đã cắt một cái ăn cốc ở trên đầu cây đã, ông tu thì ông giúp cho những người nào khó khăn bệnh tật quý vị, thì cũng rất là ly kỳ. Nay cho phú xin đọc danh sách để mà chốt những cái phần tiền của Mạnh Thường Quân cho rõ ràng nha quý vị. Cho phú về rồi đuối nó nằm là bệnh mấy ngày nay luôn, cho miệng bị tét luôn quý vị ha. Đó, mai 7 mũi cho nên đó là cho phú là không có thời gian để lập danh sách mà đọc lên quý vị, tại miệng bữa nay mới làm nè. Thứ nhất danh sách cứu bảo miền ngoài là bên đây trước đi, của tất cả những nhà Mạnh Thường Quân gửi cho phú từ thiện từ duyên nè. Thứ nhất là Zalo cô Thu Hà Nguyễn 1 triệu, thứ hai Zalo Lôi Trần Nguyễn 1 triệu hết sổ, thứ ba Zalo chị Mỹ Hạnh Mạnh Thường Quân 1 triệu hết sổ, thứ tư Zalo anh Tâm Canada California Mỹ 1 triệu, thứ năm là Zalo Kim Vân ở Đức 1 triệu 50.000 hết sổ, thứ sáu là chị Phương Quỳnh ở Úc gửi anh Tuấn Dũng 1 triệu, thứ bảy là chú Đức Mạnh Thường Quân ở Úc 380.000 hết sổ, thứ tám là Weber cô Cúc Đặng Atlanta Mỹ 1 triệu, thứ chín là Zalo Thanh Thanh 320.000 hết sổ, thứ 10 Weber Thu Lê Pháp Danh Nguyên Trang 1 triệu, thứ 11 Zalo cô Kim Mạnh Thường Quân ở Úc 1 triệu, thứ 12 vé số thu và quẹo 500 hết sổ, thứ 13 Zalo Phượng Mạnh Thường Quân 2 triệu, thứ 14 Zalo chị Mai Mỹ Linh ở Mỹ 10 triệu, thứ 15 cô Thanh Nguyễn và thầy Vũ Đức Nguyên ở Mỹ 5 triệu, thứ 16 Facebook Lon Bùi 1 triệu, thứ 17 Zalo Tuyến Nguyễn 1 triệu, thứ 18 chị Hồng Nhan Đài Loan 2 triệu, thứ 19 chị Úc Đài Loan 5 triệu, thứ 20 Weber Lương Khoan Cô Tư 1 triệu, thứ 21 bác Phúc Văn Ông gửi dùm bác Lý Phát Hành 1 triệu, thứ 22 chị Tiêu Mỹ Trân ở Mỹ 1 triệu, thứ 23 Weber Diana Quỳnh Tô 2 triệu, thứ 24 chị Úc Đài Loan hỗ trợ cho trong phú là 3 triệu 072.000, xe hư sửa hết trơn luôn rồi, cảm ơn chị Úc, chiếc xe cho phú chạy đi từ thiện đó quý vị. Rồi thứ 25 Zalo Kim Nguyễn Kim Oanh Trần Nguyễn 100 đô là 2.470.000, thứ tổng cộng là 43.720.000. Thì thứ 26 nữa là quý vị, chị Quỳnh Kim Dung gửi dùm Nguyễn Lưu là 1 triệu, chắc vậy quá. Ủa vậy là chị Quỳnh Kim Dung gửi dùm Nguyễn Lưu 210.000, chị Zalo chị Quỳnh Kim Dung 1 triệu đó, chị gửi cho Châu Phú gì đó quý vị, ở nhà giờ khi vô sổ cho nên hơi gấp, mong quý vị thông cảm. Tổng số tiền
là 44.930.000 quý cô chú anh chị, và Châu Phú đã lập thêm cái quỹ từ thiện bên Gia Lai, cái gì những khoản tiền mà dư ra đó là Châu Phú sẽ đi cứu trợ Gia Lai vào ngày 14 này quý vị. À, 14 này là 14 tháng mấy ta, bây giờ vậy là tháng tây, tháng 10 vậy là tháng âm lịch, tháng 9 này làm biết quên hết của ngày tháng của quý vị. Tiếp tục đó thì danh sách cứu bão miền ngoài thứ hai, thứ nhất nè, cái đó là cái danh sách đó thứ nhất đó nha quý vị. Danh sách này, danh sách cứu bão miền ngoài thứ hai của quý đà, cô chú Mạnh Thường Quân đã gửi quý vị xuyên suốt trong chặng đường cho Phú đi luôn. Thứ nhất là Zalo Trung và là chú Thiện Sĩ và cô Diệu Đạt 2 triệu. Thứ hai là Zalo Thúy Trần, chị Thúy và chị Châu 2 triệu. Thứ ba là cô Hai Mạnh Thường Quân Vĩnh Long 1 triệu. Thứ tư là chị Mạnh Thường Quân Cầu Quay Long Xuyên, trời ơi bán rau mà dám để dành được 20 triệu quý vị, để gửi cho Châu Phú mà lên đó, Châu Phú ngồi cái chị là muốn khóc luôn ha, ghê lợi luôn đó, thương lắm, ốm không dám ăn mà dám để dành gì đấy quý vị. Rồi Châu Phú năn nỉ chị để trả lại chị 15 triệu mà chị không chịu quý vị đó. Thì tiếp tục thứ năm là Zalo Út Hường 100.000, ủa 100 kg gạo là 1.700.000, Zalo Út Hường nha quý vị. Thứ sáu là Zalo chị Tâm Đức Mạnh Thường Quân tên Phạm Thị Mỹ Tiên 15 triệu, chị Tâm Đức là lên trang mạng hoài đó nha quý vị. Thứ bảy là Zalo Ngọc Nhi Mạnh Thường Quân 2 triệu. Thứ tám là Zalo cô Văn Long Sơn 500. Thứ chín là Zalo Lưu Văn Khôi 500. Thứ mười là Zalo Phượng Hồ 1 triệu. Thứ 11 là Zalo Kim Quyền 3 triệu. Thứ 12 Zalo chị Hoàng 1 triệu. Vào ngày 12 tháng 9 năm 2024 21:16 gửi thêm 1 triệu nữa, là ngày 13 tháng 9 2024 13:11 đó, là tổng cộng của chị vậy là 2 triệu. Thứ 13 là Zalo anh Trí Lê Mạnh Thường Quân ở Vĩnh Long 5 triệu. Thứ 14 quay bờ Thái Vinh ở Úc 10 triệu. Thứ 15 chị Vi Úc Nhị 5 triệu, là chị Úc Nhị đó. Thứ 16 Zalo chị Linh Ly ở Canada 400 đô. Thứ 17 chị Mỹ Lộc nhà thuốc Liên Hoa Sơn 1 triệu, 400 đô là 4.900.000 nha quý vị. Thứ 18 là Zalo Linh Đỗ 1 triệu. Thứ 19 là Zalo Tuyết Mai 3.200.000. Thứ 20 Zalo Trung Hòa L gửi dùm chú Thiện Sĩ, ủa gửi dùm chú Nguyễn Văn Nhân 2 triệu. Trung Hòa L gửi dùm chú Nguyễn Văn Nhân. Thứ 21 Zalo cô Đan Phạm Mạnh Thường Quân 4 triệu. Thứ 22 Zalo cô Hồ Thị Khuyên gửi dùm cô Tuyết 300 đô, chợ xăng cho Phú 100 đô. Thứ 23 của ta chị Kiều Mỹ Trăng bên đây nãy có đọc với tiền. Ủa ta chị Kiều Mỹ Trăng đâu mà tiền, chị Mỹ Hạnh chị Mỹ Trăng, chị Mỹ Trăng mối ruột luôn mà quên cái tên này rồi, chết Châu Phú luôn đấy không quý vị, làm sổ đi từ thiện mệt quá. Rồi bây giờ Châu Phú ghi vô thêm nữa chị Tiêu Mỹ Trăng ha quý vị, mới đọc tới 20 mấy quên nữa rồi, rồi tới 22 rồi chị Tiêu Mỹ Trăng nè, Mỹ Trăng Mạnh Thường Quân ở Mỹ 100 đô, 2 triệu rưỡi luôn đi. Dạ Nam Mô Di Đà Phật, con có lập danh sách đó, tại vì con đi về vợ ở nhà lập danh sách, có thiếu tên nào mong quý vị thông cảm quan hỷ, rồi có quý vị nào mà gửi tiền con chưa đọc được danh sách đó thì
thì làm ơn đó là liên hệ lại với con ha, để con vô sổ. Thứ 23, hồi nãy chị Mỹ Trăng thêm là 250 đi nha quý vị. Thứ 23, Zalo cô Hồ Thị Phiến. Hồ Thị Phiến, Hồ Thị Phiến vậy ha, 200 đô hồi hướng cho cháu nội là Hồ Minh Nhật hưởng dương 19 tuổi quý mùi của và mất quý vị, mất 19 tuổi tuổi quý mùi và hồi hướng cho cụ quyền thất tổ. Thứ 24, chị Bình Minh, chị Bình Mạnh Thường Quân Long Xuyên là 600.000 và chị Hiền chị Như Hiền đó là hai chị này là 600.000 người 300. Thứ 25, Zalo Lan Lam 500 đô 12.350.000 tổng danh sách đọc từ đầu tới 25, số 25 đó quý vị là 116.140.000. Tiếp tục danh sách này là danh sách thứ hai cú bảo này quý vị, của trong cái này tại vì nó dài quá cho cú phải phân ra từ đoạn nha. 26, Zalo cô Thịnh Mạnh Thường Quân Đồng Nai 500. Thứ 27, Zalo Hà Vũ Long 2.000.000. Thứ 28, chị Loan Châu Đốc 200.000. Thứ 29, chú hai chuỗi gửi dùm chú Năm Hy ở Mỹ 2.500.000. Thứ 30, chú hai chuỗi gửi dùm cô 3A 1.500.000. Thứ 31, chú hai chuỗi gửi 2.000.000. Thứ 32, Zalo Trúc Như Mạnh Thường Quân Đài Loan 2.000.000 chợ xăng trong hú 500. Thứ 33, Zalo chú Năm Hy Mạnh Thường Quân ở Mỹ 5.000.000 chợ xăng trong hú 1.000.000 chợ xăng 1.000.000 hình như là trong hú là cộng vô để cho mấy anh em luôn đó nha quý vị, tại chú dặn vậy nhưng mà trong hú cộng vô để hỗ trợ cho mấy anh em luôn. Thứ 34, Zalo cô Tuyết Mai Tuyết Nga 6.000.000. Thứ 35, chú hai chuỗi gửi dùm Nguyễn Minh Thái con chú Năm Hy 600 đô là tổng là chú hai chuỗi tròn cho 15.000.000 luôn. Thứ 36, cô Tư Vĩnh Trường 300.000. Thứ 37, cô Úc Vinh Trường, cô Úc Vinh Trường 200.000, cô Tư Vĩnh Trường thì 300. Thứ 38, cô Sáu Lê 100.000. Thứ 39, Zalo Bé Bảy 700.000. Thứ 40, Zalo chị Hòa thành phố 500.000. Thứ 41, Zalo Minh Nguyệt 20.000.000 chợ xe là 1.000.000. Thứ 42 là Zalo Văn Phước Bé Như Quỳnh 3.000.000 này đặt bóng heo đó quý vị. Thứ 43, Zalo Văn Phước Bé Tấn Lộc 3.000.000 hai cháu này còn nhỏ mà là để dành bóng heo quý vị, nếu được 3.000.000 để thương quá à. 44, Zalo Trương Thị Kim 4.000.000. 45, Zalo An Thảo cô Nguyễn Thị Lắm 1.000.000. Thứ 46, quay bờ chị Dung Mạnh Thường Quân ở Úc 4.929.000. Trong đây có tên Hồng Dung này nha quý vị, ở Úc á, Trinh là 100 đô Úc, Dung là 150 đô Úc, còn chị còn chị giàu là 50 đô. Thứ 47 là Zalo Võ Thị Quý 2.200.000 của chú Ba Dững. Thứ 48, Zalo An Thảo 2.000.000, cô Lê Thị Lâm 1.000.000. Trong đó và vậy là của hai người này ha. 49, Zalo Anh Quý Lê 200 đô là 4.890.000. 50, Zalo Phạm Kiều Ba 2.000.000. 51, Zalo cô Trương Dồi 500.000. 52, Zalo cô Tuyết Nga cô Tuyết Mai 6.000.000 đồng. Những cái mà trong phú đọc là có vợ cho nhau gì, ngày 10 tháng 9 2024 13:51 vô sổ là phải vô đúng giờ để Mạnh Thường Quân hỏi biết được trả lời cái gì. Tiếp tục nữa, 53, chú Ngân và chị của chú bán chồng chút đỉnh mà bán để dành dụm tiền quý vị gửi 5.000.000 đồng ha, mà mượn ấn trước luôn quý vị, thấy thương lắm, đồng đạo gì đó, thấy bà con khó khăn nên đó là cống hiến hết sức mình. Thứ 54 là Zalo chú hai chuỗi gửi dùng cô Kiều 2.000
chai dầu phát hết luôn quý vị. Còn dư lại hình như là cả chừng vài chục chai cho Phú đem về shop cho có ai xin thì cho. Dạ. Thứ 54 cô Vương Mạnh Thường Quân ở Mỹ, 700 đô. Tổng danh sách lần thứ hai của cái danh sách này nè nha quý vị là 115.169.000. Tiếp tục đọc lần thứ ba, 55 cô Sáu làm dưa muối là 1.000.000, làm dưa muối mà từ thiện mà cũng gửi nó ha quý vị. Thứ 56 Zalo Kim Phú 2.500.000. Thứ 57 Zalo cô Điệp Bến Tre 1.000.000. Thứ 57 của thứ 58 chứ là Zalo Tuyết Trần Trần Tuyết 1.000.000, chợ xăng cho Phú 500. Thứ 59 Zalo Văn Phạm 2.000.000. Thứ 60 Zalo cô Hai Mạnh Thường Quân Vĩnh Long 1.000.000, tiền khoan giếng cho Phú chuyển qua đây luôn quý vị, khoan giếng xong hết rồi nha. Thứ 61 Zalo cô Hai Vĩnh Long 1.000.000. Thứ 62 Zalo Trịnh Thịnh Hạ Long Hà Nội 5.000.000. Thứ 63 Zalo anh Quý Lê ở Mỹ là 200 đô, 4.940.000. Đô nó lên xuống bất thường cho nên nó đổi giá nào để giá nấy nha quý vị. Thứ 46 của thứ 64 chứ gối luôn, Zalo cô Hai Tiền Giang gửi giùm cô Vy Anh 10.000.000, cô Vy Anh nha quý vị. Thứ 65 Zalo Trương Cam giấu tên, trời ơi giấu tên lỡ rồi đọc rồi, 200.000. Thứ 66 Zalo Liên Sài Gòn 2 lần chuyển 14.880.000, 2 lần chuyển là ngày 15 tháng 9 2024 14:53 và ngày 15 tháng 9 2024 14:49 ha. Thứ 67 Zalo Trọng Nguyễn 2.000.000. Thứ 68 Zalo Đỗ Ngọc Tâm 500.000. Thứ 69 cô Diệu Minh Hùng Phước ủng hộ thiện nguyện chuyển vào ngày 20 tháng 9 2024 13:09 2.000.000, chỉ để cho nhắn vậy thôi cho nên cho Phú ghi gì nha quý vị. Thứ 70 Quay Bờ Thiên Sư Minh Tuệ, Thiền Sư Minh Tuệ vị chân tu gia đình Hạnh Hòa Diệp gia đình Hạnh Hòa Diệp gửi hỗ trợ Bảo Lộc 13.000.000. Gia đình hai chị Hạnh Điệp rồi ha, chị nha trong cuốn vô sổ cái gì nhắc lại kêu khỏi đọc Thiền Sư Minh Tuệ ha, kệ đi đọc luôn. Thứ 71 Bánh Mì Chay Thanh Lương 1.000.000. Thứ 72 Zalo cô Sáu Sương 1.000.000. Thứ 73 Facebook Long Bùi gửi giùm Thảo Trần 200 đô, Nguyễn Tri Nguyễn 100 đô, Ngọc Nguyễn 100 đô, Cha Ki Bùi 100 đô, Long Lê 100 đô, Trang Đào 50 đô, Thu Kiên 50 đô, tổng số tiền là 700 đô là Facebook Long Bùi gửi giùm đó, gửi giùm Thảo Trần. Dạ, rồi đọc hết rồi tới nhau quý vị. Thứ để coi 700 đô là 17.290.000. Thứ 74 Zalo Bình hay Bình gì đó, Nguyễn Văn Bình, đúng rồi chắc Bình này, 1.000.000. Thứ 75 Zalo Từ Kim Anh 2.000.000. Thứ 76 Zalo Nguyễn Zalo Diễm Thanh Visa bán vé quý vị, bán vé Visa bán vé máy bay quá thường quá, 10.000.000. Thứ 77 Zalo Quỳnh Thị Kim Thoa 1.000.000. Thứ 78 Zalo Trung Hòa L Chú Thiện Sĩ và cô Diệu Đạt 2.000.000. 2.000.000 rồi, tới 78 rồi. Của ta sao 78 rồi? 78. Thứ 79. Đúng rồi. Zalo Phạm Hương 500. Thứ 80 Zalo Lê Thị Bích Thủy 1.000.000. Thứ 81 Zalo Nhàn Thái 1.000.000. Cứu trợ 500 đồng, 500.000 chứ gửi thả ca và anh Trương Long Hải 2.000.000. Thứ 82 Nguyễn Thị Chính 500.000. Thứ 83 cô Thư Vĩnh Trinh 1.000.000. Thứ 84 Zalo cô Năm Mạnh Thường Quân Đồng Tháp 3.000.000. 3.000.000 tổng số tiền Châu Phú đã cộng lại cái lần thứ ba này nè là 106.310.000. Thì kính thưa quý vị, khớp 1 116.000.000
140.000 khớp 2, 115.000, 169.000 khớp 3, 106.000, 310.000 cộng lại là 337.000, 619.000 là cộng lại tới nhau quý vị. Trong Phú đã hỗ trợ ở ngoài Yên Bái, Lào Cai, Gia Lai luôn. Và những cái khoản tiền cô chú chạy xăng này trong Phú đi dọc đường đó, ăn uống giao duyên được cái nào giao duyên tiếp các huynh đệ, rồi các chú cũng tiếp cho Châu Phú nữa nha, chứ không phải mình lên Châu Phú không. Thứ một là hỗ trợ 3 triệu cho 150 hộ tại Gia Lai. Thứ hai hỗ trợ 5 căn nhà sập là 25 triệu, mỗi một hộ 5 triệu. Thứ ba là hỗ trợ 5 triệu khi khám khi phát quà ở Bình Phước, và chị Trang đưa lộn vô 10 triệu phát luôn ha. Đó là hỗ trợ phát á, quà là 5 triệu đồng quý vị. Rồi á, lúc đó không có tiền lẻ, Châu Phú mới hỏi chị Trang mượn, ai về đâu chị tưởng đâu Châu Phú mượn, rồi chỉ đưa nguyên cọc 10 triệu phát sạch luôn, rồi còn dư lại 9 triệu mấy quý vị, rồi đem qua anh kia phát. Châu Phú nói sao mà số lượng người nó vừa đủ mà sao mà dư tiền, mình cũng không suy nghĩ tới quý vị, tưởng đâu bà con đi đến thiếu, cho nên là cầm tiền đi phát luôn quý vị, có đăng trên video rõ ràng. Thứ tư là hỗ trợ xe chở 1.000 phần quà từ Nam ra Bắc cho sư cô An Nhiên quý vị, xin quà ở trong đó là miền Tây của mình quý vị, là ở vùng núi bà con gom lại mà không có chi phí để chở đi, cho nên Châu Phú đã hỗ trợ đi ra ngoài đó chở cái xe đó cũng cỡ 1.000 phần quý vị ha. Thì Châu Phú tiếp, đúng ra là tiếp nguyên chiếc xe luôn là 25 triệu, nhưng mà là nhờ là bà con cho chị cô được 10 triệu cho nên cô nhận 15 triệu với cô hàng thí cô gì đó. Thứ năm là thuê xe 16 chỗ 1.800.000 quý vị để đi vô trong cái vùng sâu để phát nha. Thứ sáu là tập thể Bình Phước cho quà hỗ trợ, tập thể Bình Phước cho quà hỗ trợ tại Gia Lai 10 triệu. Thứ bảy là hỗ trợ thôn Ngãi Thầu, tập thể Bình Phước là người ta cho Châu Phú được là mấy trăm thùng mì và nước suối và quần áo cũ đó quý vị, cho nên Châu Phú hỗ trợ lại là 10 triệu đồng cho xe của Bình Phước nha, chứ không phải là của Châu Phú. Thứ bảy là hỗ trợ thôn Ngãi Thầu, xã Rền Thàng, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai 20 triệu. Anh giải nghiệp cá 10 triệu tại thôn Ngãi Thầu nha quý vị, là hỗ trợ 20 triệu và về cho cái anh giải nghiệp cá. Anh đó là bị sạc một cái là hết trơn những cái hồ cá tầm luôn quý vị, mất trắng 5 tỷ luôn. Bởi vì là Đức Thầy nói là giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tu một giờ quý vị, cho nên anh đến anh khóc quá cùng với mẹ anh, thì cho cũng trích ra để mà tạo cái duyên, tại vì anh này anh ưa đi làm từ thiện quý vị. Thứ tám là hỗ trợ 180 hộ dân làng Bùn Dạo 50 triệu. Thứ chín là hỗ trợ cô giáo lo cho học sinh làng Bùn Dạo 10 triệu quý vị, vì cô giáo này đó cho cô thấy xúc động, cô đi vô đó nó quý vị lỡ hết chân luôn đó, mà cô gắng đi vô sang ẩu quần mà quần áo nó xi dơ hết biết luôn quý vị, rồi đó, thấy thương quá cho nên trích ra để mà hỗ trợ tiếp cô lo cho các cháu quý vị ở trong vùng sâu vùng xa, mấy cô giáo thương lắm quý vị. Thứ chín là hỗ trợ cháu bé nhà sập được cứu sống 20 triệu, là cả nhà sập đó quý vị, cứu sống được vợ với cháu bé hai đứa đó quý vị. Thứ 11 là hỗ trợ anh Thắng cô Năm nấu cơm 9 ngày đó, anh Thắng cô Năm cũng cống hiến hết trơn sức mình của nhau quý vị, vừa tiền vừa bạc luôn, rồi vừa công 9 ngày cho cũng hỗ trợ 2 triệu. Ảnh tại ảnh nhận 2 triệu, chứ đúng ra cho Phú hỏi cho Phú mua đồ ăn nhiêu cho Phú hỗ trợ thêm. Thứ 12 là hỗ trợ chú Út Lụa và cô Út cũng đi theo làm, cô Út chứ không phải vợ chú Út nha quý vị, hai chồng chú Út là 20 triệu, cô Út là 500, là 2 triệu rưỡi. Thứ 13 là hỗ trợ xe cấp cứu xăng nhớt là 4 triệu rưỡi quý vị, là chiếc xe này nè là cũng nhờ là cô Tư ở bên Mỹ quý vị, đã nhờ cho Phú đi cứu trợ Gia Lai, cô Tư đó tên cô Tư Dốc, nó cho được dư ra được 7 triệu quý vị. Mướn xe cho cô đi cứu trợ là chiếc 16 chỗ là 12 triệu rồi đó, thì còn dư lại là 7 triệu đồng cô hỗ trợ cho xe để mà
chở quà đi ra đó quý vị, thì cho cú đưa qua đây liền để mà mình có gian mình đỡ 7 triệu, thì cho cú chỉ hỗ trợ tiếp xe dầu xăng dầu tới luôn thôi quý vị, là 4,5 triệu thôi, quá rẻ luôn. 14 xe đó là xe cấp cứu từ thiện nha quý vị của chú 7. 14 là mua máy chở oxy cho ông cụ 15 triệu đồng, đó là ông cụ đó là con của ông Bảy Diễn, người kề cận đức thầy quý vị, hiện giờ đang gặp khó khăn gặp khổ, không có máy thở oxy, không có tiền bạc gì chăng, cho nên cho cú trích ra 15 triệu để hỗ trợ, thì trên video cũng có đăng rồi nha quý vị. Rồi 14 bên này còn không, rồi tổng số tiền là 203.800.000 là tổng số tiền nãy giờ tôi cho cú đọc danh sách ra để ủng hộ rồi đó nha quý vị. Lấy cái số tiền 337.619.000 trừ cho 203.800.000 cho cú còn dư lại là 133.819.000. Kính thưa quý cô chú anh chị, cho cú dư lại cái số tiền này thì cho cú cộng lại cái sổ đầu tiên cho cú đọc đó quý vị là 44.930.000 cộng vô đây thì là 133.819.000, thì ra cái số 177.749.000 hiện giờ cho cú đang giữ tại đây. Thì kính thưa quý cô chú anh chị, cho cú xin cộng vô thêm là 2,5 triệu của chị Tiêu Mỹ Trân, mới gộp 2.500.000 cô Linh gửi dùng quý vị, thì cộng số tiền này 00094020 rồi 180.249.000. Kính thưa quý cô chú anh chị, cho cú hiện giờ đó là đang nhận lại đây là 180.249.000, nếu mà có cộng xây nữa cộng lại với nhau quý vị. Rồi tại cho cú học thấp quý vị, cho nên đó là nhiều khi viết sai chính tả trên video thì cũng có bà con comment nó sao viết sai, cho nên mong quý vị thông cảm, mình nó có cái tâm lành thôi ha, người học cao học thấp gì cũng có cái tâm thiện lành hết trơn á, chứ không nhất thiết là học cao mới có học thấp không có đâu em. Thì nay cho cú cũng chuẩn bị đi cứu trợ Gia Lai nữa quý vị, thì ra ngoài đó đó thì cho cú xin trình bày đến quý vị tại sao cho cú lại đi về và tại sao lại có một khoản tiền để mà về chưa về, không phải quá nhiều đoạn đi cứu trợ quý vị mà xe thì không thể nào tiếp cận được vào túi bên trong, phải gửi hàng lại cho đại địa phương phân phát, vì cho cú thấy quá nhiều rồi, cho nên cho cú mướn xe len lỏi vào cái nơi nào đi được thì đi ha, để mà tiếp cận vào những phần quà thực tế luôn để thông báo đến quý mạnh thường quân cho rõ ràng. Thì sau khi mà đi xuyên suốt 9 ngày và xe đó, thì mình mượn từ thiện cũng có giới hạn cái gì, cho nên là đành phải đi về đó, rồi mình giữ lại, mình lựa những cái nơi nào thiếu thốn khó khổ thì mình sẽ đi đến đó cái gì. Và lịch trình là cho cú sẽ đi Gia Lai những cái điểm mới ha, những điểm khó khăn, và ở gần Sư Minh Tuệ đó, đi một cái đường nhánh ra cách đó khoảng 10 mấy 20 cây số cái gì, có một ngôi làng rất là khổ, rất là khó luôn, cho nên là cho cú trong chuyến này đi cùng với hội từ thiện Nhân Hòa và sư cô An Nhiên ra đó để hỗ trợ, để thăm. Và trước tiên đó thì cho cú sẽ ngày mai đó là cho cú sẽ đi ra đó, ra ngoài chỗ gì cho cú mới đọc hồi nãy đó quý vị, có cái hộ này quá khổ quá khó, cho cú ngày mai sẽ đi đến đó. Hy vọng quý cô chú anh chị sẽ theo dõi video của cho cú và thông báo những danh sách rất là rõ ràng luôn, và cho cú sẽ đến đó trích tiền của mạnh thường quân ở đây nè, để hồi hướng chung cho tất cả những nhà mạnh thường quân luôn, hồi hướng cho quý vị lúc nào cũng làm ăn thuận lợi, gia đình con cháu thuận hòa, nhà nhà được cơm no áo ấm, và đặc biệt một điều nữa, ai ai cũng phát tâm lành để cho thế giới này là cực lạc, thế giới này là bình yên. Và xin kính chúc quý vị an lành và hạnh phúc nhé. Thân ái kính chào và tạm biệt nha, và Nam Mô A Di Đà Phật.